đã mất vài giờ ăn phí. Thì các khái niệm về tĩnh điện là được ghi nhận trong những văn bản cổ từ khoảng 4.000 năm trước công nguyên, 2.000 năm trước công nguyên, tức là cách đây khoảng 4.000 năm. 4.000 năm là cái thể loại ghê gớm như thế mà. Quãng thời gian nó rất là dài. Còn từ trường thì nó được phát hiện đâu đó vào khoảng những năm công nguyên, cách đây khoảng 2.000 năm. Sau đó khoảng 2 thiên niên kỷ. Thì từ thời mà xưa thì người ta phát hiện ra rằng là có những cái hiện tượng đó. Người ta tất nhiên là người ta không gọi đó là điện thôi, người ta chỉ ghi nhận những hiện tượng lạ thôi, ví dụ như là đang nằm ngủ mà con mèo ấy, đang đang cái xác chết đang nằm mà con mèo nó nhảy ngang qua bụng phát là xác chết nó bật dậy. Người ta tưởng là cương thi hay cái gì đại loại như vậy, thì thực ra là không phải. Nó là do cái cơ của chúng ta, cơ trong cơ thể chúng ta là được điều khiển bằng tín hiệu điện. Và con mèo thì cái lông của nó trong những mùa hanh khô nó cọ sát với nhau trong lúc con mèo di chuyển thì nó nhiễm điện, cho nên là khi mà nhảy ngang qua thì cái cơ bắp của chúng ta nó bị nhiễm điện hưởng ứng, nó tạo ra những cái dòng điện rất là nhanh và tạo cho cơ cơ bắp nó co rút. Nhưng mà người ta phát hiện ra rằng là ví dụ như chúng ta chải tóc, nhất là mấy đứa gái chải tóc trong mùa hanh khô, nhất là những cái ngày lạnh này nè, những cái ngày lạnh cô đơn này nè, các bạn buổi sáng ngủ dậy chải tóc đó, các bạn thấy cái tóc nó dính vào trong cái lược đó, nhất là lược bằng 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 vật liệu cách điện đó, như là nhựa hay là một số cái vật liệu khác đó. Bạn giơ tay lên thì thấy cái tóc nó bị hút theo cái lược đó. Thì người ta ghi nhận rằng là có những cái đối tượng nó có một cái tính chất gì đó, sau này người ta gọi nó là điện. Và những vật mà nhiễm điện đó, những vật mà có điện đó, thì nó có hai cái loại tương tác với nhau là chính thôi, là hút và đẩy. Nếu mà đã có hai loại tương tác chính là hút và đẩy thì logic của vật lý nói đơn giản lắm, có ít nhất hai loại điện tích. Và sau này thì người ta phát hiện ra rằng nó cũng chỉ có hai loại điện tích thôi, chỉ có hai loại thôi, là người ta gắn với nó là những cái tên là âm dương theo cái tiếng của người châu Á mình, positive negative theo cái hướng của người châu Âu. Nó khác cái xã hội loài người đúng không, vật lý nó đơn giản hơn nhiều ha. Xã hội loài người nó cũng có những hai cái tương tác là hút và đẩy, nhưng một hồi nó lòi ra 33 cái loại giới tính: nam, nữ, gay, les, bi, trans, rồi cái gì đó tùm lum hết, tôi không rõ. Bây giờ nó cái vấn đề giới tính nó trở nên cực kỳ phức tạp rồi. Cuộc sống của tôi thì nó đơn giản hơn nhiều, nhưng mà cái vấn đề nó nằm ở chỗ này nè. Khi mà người ta phát hiện ra những điều đó và những cái thực nghiệm đầu tiên của điện, người ta phát hiện là một trong đối tượng đầu tiên người ta phát hiện là có tính điện là cái thanh hổ phách. Hổ phách tức là nhựa thông đúng không? Khi mà chà vào lụa và lấy một hổ phách khác cũng chà vào lụa thì hai cái hổ phách có thể đẩy nhau, và có những vật khác khi chà vào lụa nó vẫn đẩy được hổ phách, tức là nó có cùng cái tính chất điện với lại hổ phách. Và các bạn sẽ rất ngạc nhiên khi các bạn biết được rằng cái nguyên gốc của từ electron nó có nghĩa là hổ phách trong tiếng Ai Cập cổ, có nghĩa là những vật mà có tính chất chung với hổ phách thì được gọi chung là những chất có tính hổ phách electron. Sau này người ta phát hiện là hổ phách sau khi chà như vậy thì hổ phách có dư một loại hạt, và cái hạt đó nó làm cho cái hổ phách có cái tính chất đó, cho nên nó gọi cái hạt là electron. Tuy nhiên ha, sau khi đo lường tính toán thì người ta phát hiện ra là cơ bản khi mà chúng ta không làm gì cả, một cái vật bình thường chúng ta cầm lên thì nó trung hòa với điện, nó không có tính chất điện. Tức là sao? Tức là một cái vật bình thường nhất thì nó có điện tích không, có, nhưng mà nó có cả điện tích dương nữa, điện tích âm. Không làm gì nó hết thì thông thường những vật trên thế giới này nó cân bằng, cân bằng có cả ông giữ cái âm cả dương, và tổng của nó là bằng không. Và khi các bạn chà sát, các bạn ma sát, các bạn tương tác, các bạn làm sao đó để điện tích có thể chạy qua chạy lại giữa các vật thì điện tích được bảo toàn. Điện tích được bảo toàn. Thì khi mà chúng ta nói về cái khái niệm bảo toàn đó, nhất là bảo toàn về hạt, thực ra nếu mà các bạn suy nghĩ một chút về cái bản chất thì các bạn sẽ thấy rất là dễ thôi, dễ để nhớ thôi, và dễ để lý giải thôi. Ví dụ trong hóa học chúng ta có cái định luật bảo toàn khối lượng. Tại sao chúng ta lại có cái định luật bảo toàn khối lượng trong phản ứng hóa học, nhưng chúng ta lại không có cái định luật bảo toàn khối lượng trong phản ứng hạt nhân? Các bạn học lớp 12 các bạn biết rồi. Thì nó đơn giản lắm các bạn. Khi chúng ta hiểu cái cấu trúc của một cái nguyên tử thì 99,99% khối lượng là nó nằm ở hạt nhân. Và trong cái phản ứng hóa học đó, là các bạn chỉ đang trao đổi những hạt electron rất nhẹ ở ngoài cùng. Các bạn chỉ đang cho dùng chung tương tác trên cái lớp electron thôi. Không có động đến cái phần nặng nhất. Cho nên là về cơ bản khối lượng được bảo toàn rất dễ hiểu. Và khi các bạn đụng đến phản ứng hạt nhân là các bạn đang là biến cái hạt này thành hạt kia, hạt proton, hạt neutron, neutron thành proton. Các bạn đang tương tác vào bên trong cái phần lõi nặng nhất của nguyên tử.
đâm ra không có bảo toàn khối lượng, nhưng mà sẽ có bảo toàn năng lượng. Thì đối với cái bài toán về bảo toàn tĩnh điện này cũng bảo toàn điện tích này cũng vậy. Nếu bạn phát hiện ra rằng điện tích được mang chính bởi các hạt như proton và electron, và trong tất cả những cái thao tác mà chúng ta làm cho các vật nhận nhiễm điện là chúng ta không phá hủy một electron nào, mà chúng ta chẳng phá hủy một cái proton nào, thì đương nhiên là nó phải bảo toàn. Tuy nhiên là nhiều bạn nói thầy nhưng mà không được, trong phản ứng hạt nhân ấy, trong cái bán phá hạt nhân ấy, em phát hiện ra rằng proton có thể biến thành neutron, neutron có thể biến thành proton, vậy tại sao còn còn đảm bảo rằng những cái điện tích đó còn tiếp tục bảo toàn? Thì đến lúc đó vật lý sẽ đặt lại câu hỏi, nếu như đã bắn phá đến proton và neutron rồi mà điện tích vẫn bảo toàn, chứng tỏ proton, neutron, electron không phải là những hạt nhỏ nhất mang điện, sẽ còn những hạt nhỏ hơn mang điện mà trong cái phản ứng đó nó chưa hơn từng bị phá vỡ. Sau này chúng ta có cái khái niệm gọi là hạt quách là vậy. Thì nói tóm lại ha, khi chúng ta chà xát các vật là chúng ta đang tước đi hoặc thêm vào các hạt mang điện vốn có cái hạt vật đó, hoặc vốn có giữa cái vật đó. Đó là sự trao đổi, có thể là như vậy, nó cũng có thể là sự ảnh hưởng lẫn nhau, tức là phân bố lại. Thì có bao nhiêu cách để nhiễm điện cho một vật? Thì tính tới tính lui thì có ba cách. Cái thứ nhất là chà xát. À, các bạn cứ chà chà đủ lâu thì các bạn sẽ có cái sự phân bố, tách biệt lại điện tích giữa hai vật. Ví dụ như các bạn lấy một cái miếng hộ phách chà với lụa, thì cái vật liệu nào, cái vật chất nào cướp được electron mạnh hơn, tức là lực giữ electron mạnh hơn, thì nó cướp electron của vật kia. À, thì vật kia sẽ thiếu electron, là thiếu điện tích âm, và bên này dư electron là dư điện tích âm, nên một bên sẽ là thiếu, một bên sẽ là dư, một bên sẽ là âm, một bên sẽ là dương. Dễ hiểu không? Tiếp xúc tức là sao, là lấy một vật không nhiễm điện, sau đó đưa một vật nhiễm điện chạm vào nó, sau đó tách ra. Thì khi chạm vào thì cái điện tích bên này đang dư, nó sẽ chạy sang đây, hoặc điện tích bên này đang thiếu thì nó sẽ lấy bớt từ bên này, ví dụ vậy. Nó có hai phương án. Ví dụ tôi nói là đưa một quả cầu kim loại tiếp xúc với một quả cầu kim loại, giả sử quả cầu thứ hai không nhiễm điện, quả cầu thứ nhất ban đầu nhiễm điện dương, khi tiếp xúc thì điện tích dương chạy từ quả cầu thứ nhất sang quả cầu thứ hai, hai điện tích âm chạy từ quả cầu thứ hai sang quả cầu thứ nhất. Thì đến lúc các bạn phải suy nghĩ cho kỹ nha. Vì sao các bạn phải suy nghĩ cho kỹ? Bởi vì không phải điện tích nào cũng chạy được. Đưa một quả cầu nhiễm điện dương là bởi vì sao? Là nó đang thiếu electron. Quả cầu này đang không thiếu không dư, đặt vô. Thì trong kim loại cái hạt điện tích nào là dễ chạy nhất? Electron. Electron mới chạy được. Cho nên cái này đang thiếu nè, cái này đang vừa đủ nè. Chạm vô thì electron bên này nó chạy sang đây. Thì bên này ít thiếu đi, bên này vẫn nhiễm điện âm dương nhưng mà ít thiếu đi. Bên này mất bớt nên bên này nhiễm điện dương, hai vật sau đó sẽ nhiễm điện dương, nhưng mà cái thằng chạy á, là electron chứ không phải điện tích dương, bởi vì điện tích dương mang là proton, là hạt nhân. Nếu các bạn chạm vào mà điện tích dương chạy á, điện tích dương chạy từ đây sang đây thì bạn tưởng tượng nè, tức là hạt nhân chạy từ đây sang đây, tức là quả cầu nhôm khi mà tiếp xúc với quả cầu đồng thì quả cầu đồng sẽ bị mạ một lớp nhôm do là điện tích dương chạy sang, chứ nó không có đúng không? Cho nên là khi mà đặt ra một câu hỏi là điện tích nào đang chạy, điện tích nào đang phân phối lại, thì các bạn phải đặt ra một câu hỏi là điện tích nào chạy được. Giả sử như trong dung dịch này, dung dịch mà bị ion hóa rồi, trong đó có điện tích, có thể dương có thể âm, thì các bạn đưa một thanh dẫn điện vào, một thanh dẫn điện vào, thì cái thanh dẫn điện đó điện tích dương chạy ngang qua cái thanh dẫn điện, hay điện tích âm của thanh dẫn điện chạy vô, điện tích âm của thanh dẫn điện chạy vô. Lưu ý cái chuyện đó. Nhưng mà trong dung dịch thì điện tích dương, điện tích âm đều có thể chạy được hết, nhưng mà trong kim loại thì chỉ có điện tích dương chạy được thôi. Phải lưu ý chuyện đó. Nhiễm điện hưởng ứng tức là sao? Các bạn cầm một vật như thế này không nhiễm điện, các bạn cầm một vật như thế này nhiễm điện, các bạn để lại gần nhau. Lâu lâu tôi thấy ghi hình nó bị mất camera, nên khi nào các bạn bị mất camera các bạn nói nha, tại vì đôi khi tôi biểu diễn trên camera mà các bạn không thấy thì nó kỳ lắm, vẫn thấy đúng không? Thì khi mà các bạn cầm một vật nhiễm điện tiếp để gần một vật nhiễm điện khác, thì cái này giả sử nhiễm điện dương đi, nó sẽ hút những điện tích âm sang phía này, thì mặt bên này của vật không nhiễm điện sẽ nhiễm điện âm, mặt bên này sẽ nhiễm điện dương, bởi vì bên này nó thiếu electron, bên này dư electron. Thì cái câu hỏi đặt ra là có cái gì khác biệt giữa ba cách tiếp xúc, ba cách nhiễm điện? Một vật mà nhiễm điện do cọ sát, tức là vật nó sẽ bị thay đổi lượng điện tích trên vật, tại vì nó sẽ mất đi electron hoặc nó sẽ thêm electron. Một vật nhiễm điện do tiếp xúc cũng sẽ bị thay đổi điện tích trên vật, bởi vì nó sẽ mất hoặc nó sẽ thêm. Nhưng một vật nhiễm điện do hưởng ứng thì không. Một vật nhiễm điện do hưởng ứng nó không có mất hoặc không có thêm điện tích, nó chỉ có sự gọi là
phân bố lại hoặc là định hướng lại sau này các bạn sẽ biết. Tổng điện tích cái vật khi nhiễm điện hưởng ứng nó không có thay đổi, tổng điện tích cái vật này vẫn là không à, mà chỉ có điều là bây giờ điện tích dương chạy sang đây, điện tích âm chạy sang đây hoặc ngược lại tùy trường hợp, có cái sự khác biệt giữa ba cái đó. Và khi mà một vật nhiễm điện, đặc biệt là một vật dẫn, nó có một cái tính chất này rất quan trọng, nó gọi là nguyên lý mũi nhọn. Khi một vật bị nhiễm điện do hưởng ứng và cái bề mặt một vật dẫn nhiễm điện thì điện tích có xu hướng tập trung lên những mũi nhọn. Mũi nhọn ở đây ví dụ thầy nói này, thầy nói đơn giản thôi, đây là một cái cây đặt trên mặt mặt đất, khi trời mưa xuống, trời mưa xuống thì toàn bộ mặt đất này trở thành một vật dẫn điện được. Thì khi một đám mây ở trên trời nó nhiễm điện và nó làm cho cái mặt đất này nhiễm điện trái dấu với nó do hưởng ứng, thì điện tích dương nó không phân bố đều trên bề mặt của mặt đất đâu. Cái cây này nó chính là một mũi nhọn của mặt đất, và khi nó là mũi nhọn của mặt đất thì điện tích dương tập trung trên đỉnh cái cây này rất là nhiều, và giữa hai cái vật này đang có một cái điện tích trái dấu nhau tạo ra một cái điện trường rất mạnh. Không khí vốn dĩ là một vật cách điện, không khí mà dẫn điện là mình không bao giờ mình chạy mình học được cái gì hết, cứ ngồi đây là cứ giật đùng 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 nha, bởi vì ổ điện xung quanh rất là nhiều. Không khí vốn dẫn là vốn dĩ là một vật cách điện. Vậy tại sao sét có thể đánh từ trên trời xuống? Là bởi vì mỗi một vật khi nó cách điện thì nó có giới hạn của điện thôi. Cái giới hạn đó nó được quy định bởi một số cái giá trị sau này chúng ta sẽ được học. Nhưng mỗi một cái điện môi, chất dẫn, chất cách điện thì được gọi là điện môi, là nó có giới hạn thôi. Nếu như có một cái giá trị nào đó của điện trường nó quá lớn, điện môi đó sẽ bị phá vỡ. Và trong cái câu chuyện này là cường độ điện trường. Cho nên đôi khi các bạn sẽ thấy là có một số trường hợp ví dụ bị đánh thủng điện môi, đánh thủng tụ điện, ví dụ tụ điện đôi khi bị hư do đánh thủng, do spoil, tức là khi mà hiệu ứng thế đặt lên quá lớn, cường độ điện trường bên trong quá lớn, nó đánh thủng luôn cái lớp điện môi giữa hai bản tụ, thì lúc đó sẽ có dòng điện phóng qua. Thì lưu ý nha, cái phần mà chúng ta đang học ở đây là tĩnh điện, chúng ta không học về dòng điện đâu, học dòng điện ở lớp 12 rồi. Thì tĩnh điện và sau đó là tĩnh từ. Thì tĩnh điện với tĩnh từ có điểm gì đặc biệt? Các bạn hay bị nhầm lẫn với hai cái giá trị sau đây, hai cái khái niệm sau đây: điện trường đều và điện trường tĩnh. Tí chúng ta sẽ nói về nó, nhớ nhắc nha. Thế thì khi mà chúng ta có những vật nhiễm điện trái dấu thì nó sẽ hút và đẩy nhau, hút dấu và cùng dấu hút và đẩy nhau. Thì Coulomb là người mà có thể nói là một nhà vật lý mà cả cuộc đời ông, cái thành tựu lớn nhất là cái cân xoắn, tức là cái thiết bị để ông dùng làm thí nghiệm đo cái lực tương tác giữa hai cái điện tích điểm. Thì Coulomb đo được cái lực tương tác giữa hai điện tích điểm, và cái giá trị của lực tương tác giữa hai điện tích điểm được ông ta quy định bằng một cái phương trình, ban đầu chỉ là F bằng K nhân Q1 Q2 R bình phương, với Q1 Q2 là điện tích của hai cái hạt năng điện và R là khoảng cách giữa hai cái hạt đó. Thì lưu ý giùm thầy nhé, cái công thức này nó chỉ đúng với điện tích điện. Giả sử thầy có hai quả cầu, mỗi quả cầu bán kính 10 cm nhiễm điện, đặt cách nhau 30 cm, tức là khoảng cách giữa hai cái tâm là 30, thì cái lực tương tác giữa hai quả cầu có giống vậy không? Không, bởi vì khi hai quả cầu đặt gần nhau thì các quả cầu đó nó ảnh hưởng tính chất điện lên nhau thông qua những điện hiệu ứng, và vì thế có thể là phân bố điện tích trên hai quả cầu trở nên khác biệt so với ban đầu, cho nên lực này không đúng, cái giá trị lực này không đúng. Lưu ý ha, định luật Coulomb chỉ áp dụng cho điện tích điện. Tuy nhiên lực là một vector, và nếu viết như vậy thì chỉ viết được độ lớn thôi, cho nên sau này người ta hoàn thiện cái công thức đó bằng cái cách viết như thế này: F bằng K là hằng số Coulomb, hằng số điện, nó là 9 nhân 10 đến thứ 9 Newton mét bình thì Coulomb bình. Q1 Q2 chia cho, đáng lẽ chia cho R bình đúng không? Thì bây giờ chia cho R bình nhân với vector R chia R, nhân vector R chia R chỉ là để chỉ hướng thôi, đó là vector đơn vị. Thì các bạn nhìn ha, cái vector R ví dụ như lực này là lực F12, là lực 1 tác dụng lên 2, thì R này là vector R12, là chỉ từ 1 đến 2, vector R theo hướng này, bạn thấy không? Cho nên á, cái hướng của lực và cái hướng của R nó sẽ quan hệ với nhau thông qua cái tích Q1 Q2. Các bạn nhìn ha, K là số dương,
R lũy thừa 3 là số dương. Như vậy hướng của F so với R quyết định bởi Q1, Q2. Nếu Q1, Q2 là cùng dấu thì F cùng chiều vector R, tức là lực đẩy. F cùng chiều vector R là lực đẩy. Còn nếu hai cái điện tích này trái dấu thì F nhân lên số âm, F với R ngược chiều nhau, đâm ra lực là lực hút. Cho nên cái công thức này nếu các bạn viết đại số thì nó chỉ luôn cho các bạn cái hướng của lực, là lực đẩy hay lực hút. Lực đẩy hay lực hút. Nhắc lại một lần nữa, công thức này rất đơn giản, rất quen thuộc, rất nhẹ nhàng. Các bạn đã từng gặp nó ở lớp 11 rồi. Và tôi tin là với những bạn đậu bách khoa thì các bạn còn nhớ được rất là trọn vẹn vào cái lớp 11. Đôi khi có những cái niềm tin nó vô nghĩa như vậy nhưng mà vẫn phải tin thôi. Thì cái lực này nó chỉ đúng với hai điện tích điện. Hai điện tích điện. Và lực thì đương nhiên là có tính trồng chập rồi. Nếu ở đây tôi đặt thêm một điện tích điểm thứ ba thì lực tác dụng của Q3 lên Q2 nó sẽ theo hướng này. Giả sử ở đây tôi có một cái lực điện tích điểm Q3 chỗ này. Thì ba tác dụng lên hai theo một cái lực như thế này. Lực này nằm trên phương đường nối hai cái điện tích và có chiều là tùy vào cái chiều, tùy vào cái tích hai điện tích. Giả sử như Q1, Q3 bây giờ trùng dấu với Q2 thì Q23 theo hướng này. Mà Q23 theo hướng này á, thì tổng hợp lực tác dụng lên cái điện tích thử nó sẽ là cộng vector thôi mà, cộng hai vector này là thì cái tổng hợp lực lên lên cái Q2 này nó sẽ có hướng kiểu kiểu như này, à, thì mình hành tác cộng thì mình hành. Vậy thì á, chúng ta thấy nè, cái câu chuyện của cái việc tồn tại các cái lực này và nó đưa đến một cái giá trị hằng số K là 9 đến 10 lũy thừa 9, nó sẽ cho các bạn một cái khái niệm như này. Thực ra cái điện tích một coulomb là một điện tích siêu lớn, siêu lớn. Cái số người mình nhìn thấy hoặc là đứng gần cái điện tích một coulomb bây giờ chắc không còn, họ không còn sống nữa, thường họ sẽ ra đi ngay cái khoảnh khắc họ thấy. Vì sao biết không? Các bạn tưởng tượng nha, nếu thầy cầm một cái điện tích một coulomb ngay trước mặt thầy, khoảng cách từ đây đến đây là 1 mét, thì đây điện tích dương một coulomb, thì cái mặt trước thầy sẽ bị nhiễm điện hưởng ứng với giá trị khoảng một âm một coulomb. Ở đây sẽ là mặt sau cái đầu thầy sẽ là dương một coulomb, tại vì ban đầu cái mặt thầy nó không có nhiễm điện. Thì bên này là âm, bên này là dương một coulomb. Khoảng cách giữa cái tay thầy với cái mặt thầy khoảng 1 mét. Lực hút của điện tích với mặt thầy là lực hút nha, tại vì nó là ngược chiều, ngược dấu. Còn sau lưng này nó là lực đẩy, tức là cái mặt thầy đây nè, mặt trước thì bị hút, mặt sau thì bị đẩy. Với một lực bao nhiêu? 9 nhân 10 lũy thừa 9 nhân 1 nhân 1 chia cho một bình phương là 9 tỷ newton các bạn. Mặt của thầy phía trước bị kéo với một lực 9 tỷ newton. Phía sau này của thầy bị đẩy một lực nhỏ hơn 9 tỷ newton một xíu. Tại vì do cái khoảng cách nó hơi dài hơn xíu. Tưởng tượng không? Cái mặt này, bên này kéo 9 tỷ newton, bên này kéo 9 tỷ newton, cân mặt lực rồi, không có đâu, bằng cái mặt chia đôi ra luôn. Cái mặt mà không không bị bứt ra là chỉ có những thằng mà mặt dày của bách khoa thôi. À, khi mà tán gái không được sau 3 năm thì mặt sẽ đủ dày để lực 9 tỷ newton không không kéo được mấy đứa, không kéo bung ra mặt. 9 tỷ newton nữa mà nó rất là lớn ha, nó tương đương với trọng lượng của một cái container mà 9 tỷ newton chia cho 10 là 9, 10 9 nhân 10 là 8, 900 triệu, 900 triệu ký là 900 ngàn tấn. Kinh khủng hơn. À, 900 ngàn tấn. Cái mặt trước của chúng ta là bị kéo một lực cỡ đó, mặt sau bị kéo một lực cỡ đó, làm sao mà sống? Đúng không? Làm sao mà sống được? Cho nên điện tích một coulomb á, thực ra là một điện tích rất là nhỏ. Rất là nhỏ. À, quên, xin lỗi. Một coulomb là điện tích cực kỳ lớn, rất là lớn. Lớn đến mức mà các bạn tưởng tượng một cái tia sét đánh lên trời xuống. Nó chỉ tương đương khoảng 3 đến 10 newton, 3 đến 10 coulomb. Không có lớn hơn. Lưu ý cái đó nha. Sao phần điện phần tử các đơn vị các bạn gặp ấy, các đơn vị các bạn gặp ấy, thường nó tính biểu kiến mà. Ví dụ một Tesla, sau này các bạn học từ đơn vị một Tesla là một đơn vị rất là lớn, rất là lớn. À, cái máy MRI trong mấy cái bệnh viện Chợ Rẫy xài ấy, từ trường họ chỉ có thể đưa được lên đến 2 hoặc 4 Tesla, mà trong một khoảng thời gian chỉ là 1/10.000 giây thôi thì cái máy đó nó là 20-30 tỷ. Điện dung cũng vậy, điện dung C có đơn vị là farad nhớ không? Thì điện dung C, cái chữ farad đó cũng mang tính biểu kiến thôi, bởi vì một farad là một điện dung cực kỳ lớn. Thế bạn tưởng tượng là hai bản tụ này mà có điện dung một farad thì nếu các bạn nối vào đó một hiệu điện thế 1 V thì bên này sẽ chứa một coulomb dương, bên này sẽ chứa một coulomb âm mất rồi. Cho nên là farad cũng vậy, các bạn làm bài tập các bạn rất hay gặp cho một tụ điện
nhớ không, lớp 12 học cho một tụ điện có giá trị là 1 trên pi gì đó, 10 mũ trừ 6 farad hay là micro farad đó. Các bạn chỉ gặp những đơn vị farad cỡ đó thôi, chứ các bạn không gặp đơn vị 1, 2 farad đâu, rất khó gặp. Lưu ý dùng thầy nhé. Như vậy tóm lại á, tóm lại lực tĩnh điện là lực mà đầu tiên là có phương là nằm trên phương nối các hai điện thực điện, là lực tĩnh điện giữa hai điện thực điện, có phương là nằm trên đường nối hai điện thực điện, có chiều đẩy hoặc hút dựa vào dấu của hai điện tích, nếu trái dấu thì là hút mà cùng dấu thì là đẩy. À, lưu ý cái đó dùm thầy. Cho nên thực ra nếu chúng ta khảo sát, chúng ta có một điện tích điểm Q1 làm tâm, Q2 nằm đâu đó xung quanh, thì cái lực luôn luôn là nằm trên cái phương nối Q1, Q2. Trong vật lý người ta gọi loại lực đó là lực xuyên tâm, giống như cái lò xo vậy, lò xo là một loại lực xuyên tâm. Các bạn kết nối một đầu cứng nhắc lại, còn cái đầu kia các bạn kéo ra cho nó giãn, các bạn kéo đi đâu cũng được hết, các bạn kéo vào lò xo cũng được, thì lực đàn hồi luôn luôn là kéo về về cái điểm nối, nó gọi là lực xuyên tâm. Và lực xuyên tâm là lực thế. Sau này các bạn nếu mà có điều kiện học về vật lý sâu hơn một tí, các bạn sẽ biết mọi lực xuyên tâm, như lực hấp dẫn là lực xuyên tâm, lực hấp dẫn luôn luôn hướng trên đường nối giữa hai cái vật có khối lượng. Lực tĩnh điện là lực xuyên tâm, lực đàn hồi là lực xuyên tâm, thì tất cả những lực đó đều là lực thế, cho nên nó sẽ có khái niệm thế năng của điện điện trường, tính chúng ta sẽ chứng minh. Rồi thì trong cái phần học đại học á, người ta lại hay biểu diễn K với dạng là 1/4 pi epsilon không, thì epsilon không nó chỉ là một hằng số mới thôi các bạn. Vì sao các bạn biết không? Vì trong cái quá trình chúng ta nghiên cứu về điện, người ta cực kỳ hay gặp cái giá trị 1/4 k pi, 1/4 pi k, người ta rất hay gặp cái giá trị đó, 1/4 pi k, 1/4 pi k, 1/4 pi k. Đâm ra sau này người ta đặt cái giá trị 1/4 pi k là một hằng số mới, là epsilon không, giống như bên nhiệt đó các bạn. Các bạn hay gặp cái hằng số k, hằng số là r chia số Avogadro, r chia cho số Avogadro. Sau này thì người ta gọi nó là KB, tức là hằng số Boltzmann, tại vì hay gặp lắm. Thì bên này cũng vậy ha, chẳng qua là trong quá trình nghiên cứu về điện đi sâu hơn thì người ta rất hay gặp cái hằng số 1 chia cho 4 pi k. Đây nè, 1 chia 4 pi k. Cho nên người ta gọi epsilon không bằng 1 chia 4 pi k là hằng số điện. Từ đấy các bạn đưa epsilon xong đi xuống là xong. Thì giá trị của nó không có khó nhớ ha, bởi vì cái giá trị của k nó dễ nhớ, 9 nhân 10^9. Đâm ra giá trị của c, epsilon không cũng không khó nhớ lắm nếu các bạn hiểu ý nghĩa của nó. Thì các bạn hay gặp lắm, bởi vì trong cái bài tập về phần điện đó, các bạn cực kỳ hay gặp cái hằng số epsilon không, cho nên là làm quen nha, đây chỉ là một hằng số mới thôi, hằng số mới đi lên từ một hằng số cũ đã biết. Rồi vậy thì câu hỏi đặt ra nè, làm sao tôi biết được ở nơi đó có tồn tại một điện tích khác, giả sử tôi có một hạt băng điện, hay nói đúng hơn ha, tôi sẽ có một cái định nghĩa như này. Nếu tôi có một hạt mang điện gốc, một hạt mang điện gì đó tôi không biết, thì tôi cứ đặt một hạt mang điện thứ hai bất kỳ vào gần nó, thì khẳng định hạt mang điện thứ hai này sẽ bị đẩy hoặc hút. Cho nên người ta định nghĩa là điện trường là cái vùng không gian, tức là khi mà cái điện tích này nó bắt đầu xâm nhập vào cái vùng không gian gần cái điện tích thứ nhất chúng ta có, thì cái điện tích thứ hai chắc chắn sẽ bị tương tác, bị đẩy, bị hút. Cho nên người ta đưa ra một cái khái niệm này, điện trường là vùng không gian bao quanh các điện tích điểm, và bất cứ một điện tích điểm nào khác đặt vào trong cái vùng đó thì nó sẽ bị đẩy hoặc hút. Thì về mặt lý thuyết mà nói nha, điện trường á, là không gian vô tận, tại vì trong cái công thức của Coulomb á, nó đâu có giới hạn r phải nhỏ lớn hơn hay nhỏ hơn bao nhiêu đâu, nó chỉ có khi nó lớn thì lực nó nhỏ thôi. Cho nên về nguyên tắc cái điện trường là cái không gian vô tận, chúng ta có một điện tích ở đây cách nó 5 cây số cũng có một điện trường, tại vì cách đó 5 cây số vẫn có một cái lực tác dụng là cái điện tích thứ hai cả đó, chỉ có điều rất nhỏ thôi, đo ra hơi khó thôi. Và khi mà chúng ta nói đến điện trường, nó lưu ý cái điện như này, làm sao thầy biết ở đây có điện trường không, làm sao thầy biết ở đây có cái điện tích nào đặt gần đó, tức là có cái gốc điện tích nào đặt ở đó, làm sao thầy biết? Thầy chẳng cần phải làm gì hết, ngoại trừ mỗi một việc duy nhất là thầy lấy một cái điện tích thầy thả vào đó. Thầy muốn biết ở đây có điện trường, thầy thả cái điện tích vào đây, một điện tích tự do thầy thả vào đây, nếu nó bắt đầu chạy thì nó sẽ đã bị tác dụng bởi một lực, lực nào tác dụng đến điện tích, lực điện trường.
điện. Và bây giờ câu hỏi đặt ra là lực điện so với lực hấp dẫn lớn hay nhỏ? Đây, chúng ta bắt đầu từ cái slide của lực Coulomb. Lực điện so với lực hấp dẫn là lớn hay nhỏ? Bây giờ chúng ta sẽ xét trong cái hạt nhân nguyên tử, thầy xét hai cái proton gần nhau, hai cái proton nó nhiễm điện dương, vậy tụi nó sẽ đẩy nhau với một lực đẩy là 9 nhân 10 lũy thừa 9 nhân với lại Q1 Q2, Q1 Q2 mà hai cái electron Q1 Q2 hai cái proton đó, điện tích của nó lần lượt là 1.6 1.6 nhân 10 lũy thừa trừ 19 bình phương. Đúng chưa? Đây là lực đẩy với hai cái hạt proton chia cho R bình phương. R đây không phải là bán kính của hạt nhân, R đây là khoảng cách giữa hai proton. Đó là lực đẩy. Và rõ ràng á, hai thằng proton ở trong hạt nhân á, thì nó đang đẩy nhau. Mà hạt nhân á, muốn cân bằng á, muốn bền vững á, thì hạt nhân bắt buộc phải phải các cái hạt trong đó phải nằm yên, tức là phải ổn định ở trong khu vực đó. Vậy thì cái lực nào đóng vai trò là lực hút? Cho đến cái thời điểm mà người ta tìm ra cái lực điện á, thì nó chỉ có một lực hút thôi, là lực hấp dẫn. Lực hấp dẫn là G là 6,6 6,6 gì đó hả, quên rồi. Nhân với 10 mũ trừ 11, nếu các bạn còn nhớ hả, lúc một tí lúc 11. G nhân M1 M2 chia R bình phương. M1 M2 là khối lượng của hai cái thằng proton. Khối lượng proton thầy cũng quên nó là bao nhiêu rồi, 1,xx gì đó thầy quên rồi. Nhân với 10 mũ trừ 27. Proton thì thầy nhớ là 10 mũ trừ 27 thôi. Thầy không không quan tâm đến con số phía trước đó. Bình phương. M1 M2 tức là hai khối lượng của proton nhân với nhau chia cho R bình. Vậy các bạn thấy nè, nếu như các cái hạt proton trong hạt nhân và hạt nhân muốn bền vững thì lực đẩy phải cân bằng với lực hút, hoặc là ít nhất thì lực hút phải lớn hơn lực đẩy thì các proton mới nằm yên ở trong hạt nhân được. Và chúng ta mang cái lực đẩy mà chia cho lực hút, chúng ta xem thử xem. Đây, lực đẩy này, đem chia cho lực hút. Nhớ nha, lực hút là lực hấp dẫn. Mấy cái con số thì bỏ đi nha. 10 lũy thừa 9 chia cho 10 lũy thừa trừ 11 á, thì nó ra là 10 lũy thừa 20. Viết đây đã. R bình mất rồi. 1,6 thì bỏ đi, không tính nữa. Chỉ lấy cái 10 lũy thừa thôi. 10 lũy thừa trừ 19 bình phương lên thành là 10 lũy thừa trừ 38. 10 lũy thừa trừ 38. Còn ở dưới này chia cho là 10 lũy thừa trừ 54, 27 bình phương đây ha. 10 10 lũy thừa trừ 54. Vậy các bạn nhìn ha, nó bằng nhiêu đây? Còn lại là 10 mũ trừ 18 chia cho 10 mũ trừ 34, xấp xỉ 10 lũy thừa 36. Lực đẩy với hai proton trong hạt nhân nguyên tử nó lớn gấp 10 lũy thừa 36 lần lực hút giữa chúng. 10 lũy thừa 36 là cái thể loại là tỷ 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 lần. Lực đẩy với hai proton nó lớn hơn lực hút giữa chúng là tỷ 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 lần. Có nghĩa là về nguyên tắc là lực hút không có nghĩa lý gì hết, lực hấp dẫn không có nghĩa lý gì khi mà so sánh với lực điện. Và khi người ta phát hiện ra điều này á, thì người ta đặt một cái câu hỏi là vậy tại sao hạt nhân nguyên tử còn tồn tại? Tại sao nguyên tử còn tồn tại? Lẽ ra nếu theo cái quy mô của độ lớn lực này thì nguyên tử hạt nhân nguyên tử vốn dĩ không thể tồn tại trong cái thế giới. Và nguyên tử vì thế không thể tồn tại. Và vì thế cái thế giới này của vũ trụ của chúng ta bao gồm chỉ toàn những hạt proton, neutron, electron bay hỗn loạn thôi, chứ nó không thể ghép thành những cái cấu trúc như nguyên tử, phân tử và con người chúng ta. Cho nên ở cái thời điểm mà người ta phát hiện ra điều này thì bây giờ có hai giả thuyết rồi. Vật lý người ta luôn luôn đưa ra các giả thuyết và người ta tìm cách chứng minh cái giả thuyết đó đúng hay sai. Giả thuyết thứ nhất, cái thế giới này không có thật, tất cả những gì chúng ta đang nhìn nhận nó hoàn toàn ảo mộng. Ảo mộng như cách mà chúng ta nghĩ rằng crush đang thích mình, nhưng mà thực ra không phải. Tất cả mọi thực nghiệm đều cho rằng chúng ta tồn tại, thế giới này tồn tại. Và cái giả thuyết thứ hai là còn một lực nữa, còn một lực nữa, cái lực đó rất là lớn và lực đó thắng được cả cái lực đẩy tĩnh điện của hai proton.
cái lực đó phải là lực hút và lực đó cực kỳ lớn. Nhưng á, giữa hai chúng ta đây không bao giờ thấy cái lực đó. Vậy thì còn một tính chất của cái lực đó nữa. Đó là lực đó siêu lớn, nhưng mà lực đó nó chỉ tồn tại khi hai hạt ở cách nhau một khoảng cách rất ngắn nào đó thôi. Tức là khoảng cách trong cái hạt nhân nguyên tử. Một cái giả thuyết rất là táo bạo đúng không? Một cái thứ mà chúng ta không có tưởng tượng được là nó tồn tại. Một cái lực mà nó rất lớn thì ok, không vấn đề gì. Nhưng mà nó lại chỉ ở trong một khoảng cách rất nhỏ thôi. Và chính xác ha, cái lực đó gọi là lực hạt nhân mạnh. Sau này người ta đưa đến một giải Nobel cho cái chứng thực đó. Đó là lý do tại sao chúng ta học ở lớp 12 có phản ứng nhiệt hạch. Làm sao chúng ta đưa hai cái hạt nhân hydro để kết hợp thành một hạt nhân heli. Hai hạt nhân hydro nó nôm na là hai proton. Và hai cái proton á, bình thường nó sẽ đẩy nhau. À, bay đến gần nhau là đẩy nhau. Vậy thì làm sao để ghép từ nó vào thành một hạt nhân mới? Chúng ta phải làm sao để đẩy được nó vào gần nhau, gần tới mức cái lực mà chúng ta vừa nghi ngờ nó xuất hiện. Tức là các bạn giống như các bạn phải bắn hai cái hạt proton bay trực diện vào nhau. Trong lúc bay như thế này nó có động năng ban đầu, và khi nó bay thì lực đẩy bắt đầu tác dụng đẩy nó ra. Nhưng mà vì ban đầu nó chạy đến với nhau nhanh quá cho nên cái lực đẩy đó nó không có kịp phản ứng, nó không có đủ để nó stop hai cái hạt lại. Nếu ban đầu bay rất là chậm thì đến đây cái nó dội ra, tại vì lúc lúc đó là gia tốc hãm được hai cái đó rồi. Nhưng nếu ban đầu chúng ta bắn hai hạt trực diện lại với nhau và bắn mạnh đến mức trong quá trình bay đó thì cái lực đẩy nó không đủ lớn để stop hai hạt lại, thì khi hai hạt vừa đến sát nhau một cái khoảng cách nào đó thì tụi nó dính nhau ở thành hạt nhân. Và cái chuyện nó sẽ xảy ra với một cái động năng cực kỳ lớn của các hạt proton. Và cái động năng cực kỳ lớn học bên phần nhiệt học chúng ta vừa học nó tương đương với nhiệt độ rất cao, hay nói đúng hơn ha, phản ứng nhiệt hạch. Tại sao gọi là nhiệt hạch? Bởi vì nó cần một nhiệt độ rất là cao. Phản ứng nhiệt hạch, chữ nhiệt ở đây là nhiệt độ rất cao, còn chữ hạch ở đây là hột, là nổi hạch thì là nổi hột cái hột nhân hạt nhân. Nên phản ứng nhiệt hạch tại sao cần nhiệt độ rất là cao, chính là vì vậy. Nó là kết hợp của nhiệt học, điện từ và một cái khái niệm hạt cơ bản là lực mạnh trong hạt nhân. Các bạn thấy đó ha, khi mà chúng ta gặp một cái vấn đề gì đó nó không có thể nào giải thích bằng những thứ chúng ta hiểu được thì người ta sẽ phải đặt giả thuyết, và cái giả thuyết đó sẽ được chứng thực. Tại sao giả thuyết được chứng thực ha? Khi chúng ta học trong vật lý hạt nhân chúng ta sẽ biết. Hồi đầu người ta nghĩ cách đơn giản nhất đó chính là các cái hạt proton nơi trong cái hạt mang điện trong nguyên tử nó đơn giản là nằm hỗn loạn với nhau, tại vì tụi nó có hút có đẩy, hút có đẩy, electron thì đẩy proton, proton thì đẩy electron, với proton thì hút. Vậy thì làm sao để tụi nó trở thành nguyên tử cân bằng? Thì giống như việc chúng ta làm sao để cái phòng chúng ta trở nên cân bằng, thì quần vứt nơi, áo vứt nơi, chăn vứt nơi, nhưng mà tụi nó tạo thành sự hỗn loạn trong trật tự. Nó giống như cái bánh quy nho khô, trong cái đống bánh quy nó có vài hạt nho khô nằm hỗn loạn. Ở đâu người ta nghĩ là vậy, người ta nghĩ nguyên tử là phải đặt như vậy. Nhưng mà thí nghiệm của Rutherford bắn cái tia X xuyên qua hạt nhân thì người ta phát hiện ra không phải, nguyên tử rất trống rỗng. Nguyên tử rất trống rỗng. Nếu chúng ta học ở lớp 12 còn nhớ bán kính bo, bán kính hạt nhân nguyên tử nhớ không? Nó là 10 mũ trừ 10 mét. Còn bán kính của hạt nhân nguyên tử, hạt nhân à, xong rồi electron gần nó nhất. Electron gần nó nhất là cách nó khoảng 10 mũ trừ 10 mét. Còn bản thân cái hạt nhân này thì nó lớn ở 10 mũ trừ 15 mét, chênh nhau 100 ngàn lần. Các bạn cứ tưởng tượng giống như một cái quả bóng da, hạt nhân như quả bóng da đặt ở bách khoa cơ sở 1. Thì cái hạt electron gần nó nhất á, là đang bay ở xấp xỉ suối tiên á. Suối tiên á, cái nguyên tử nó trống rỗng như vậy. Nguyên tử nó trống rỗng như vậy. Cho nên ví dụ như là thi giữa kỳ xong á, mà bạn gái mình mà nói là kiểu em thấy cuộc đời này trống rỗng quá đó, em buồn quá thế này cái gì, thì nói với nó cái đó là vật lý. Mỗi chúng ta đều được cấu thành từ những nguyên tử với cái tỷ lệ trống rỗng là 99,99%. Thực ra đó nó không phải là cái cảm xúc và tâm lý đâu, đó là thực tế đó. Chúng ta thấy là cái ý tưởng cũng như cái kết quả từ cái bài toán định hình nên điện tích nó dẫn chúng ta đến rất nhiều bức tranh ha, bức tranh của cái thế giới này. Thì nếu như mà chúng ta muốn biết cái không gian chỗ này có một điện trường hay không, đặt vô một điện tích điện tự nhiên tự do,
Và cái điện tích điện tự do đó nếu nó bắt đầu nó chạy thì 100% là nó đang bị tác dụng bởi lực điện. Tức là có một hạt mang điện khác hoặc một vật mang điện khác hoặc một cấu trúc vật mang điện khác đâu đó gần đó. Hay nói đúng hơn, không gian chỗ đó có điện trường. Vậy để xác định có điện trường hay không thì chúng ta chỉ cần đặt điện tích thử. Điện tích thử đó cần dương hay âm không? Không. Điện tích là được, có điện tích là được. Điện tích đó có cần có giá trị nào không? Không. Chỉ cần có điện tích là được. Đặt vào đó chạy là có điện trường. Nhưng các bạn tưởng tượng rồi nha. Nếu như điện trường chỉ được sinh ra bởi một điện tích điện khác, tức là cái Q1 coi như gốc điện trường, đặt Q2 vào thì nó bị tác dụng bởi một lực. Nhưng nếu trong cái không gian nó có xuất hiện Q3 thì khi đặt Q2 vào á, Q2 sẽ chạy theo đường đỏ hay đường xanh dương hay lá cây? Không. Nó sẽ chạy theo đường xanh dương. Nó sẽ chạy theo đường xanh dương là cái chúng ta chắc chắn, bởi vì có cái thứ nó gọi là tổng hợp lực. Đúng chưa? Nếu như không có vận tốc ban đầu thì nó gọi là tổng hợp lực. Tổng hợp lực F theo phương xanh dương. Nó đẩy điện tích theo hướng xanh dương. Bây giờ chúng ta cover lại, chúng ta che hai cái điện tích ban đầu rồi. Giả sử chúng ta đang không biết là có hai điện tích ban đầu. Và thầy đặt cái điện tích Q2 vào đây. Thầy thấy nó chạy. Thầy thấy nó chạy. Thì câu hỏi đầu tiên, thầy có biết là nó chạy bởi bao nhiêu điện tích đang tác động lên nó không? Thầy có thấy nó chạy theo trục đỏ hay trục xanh lá cây không? Không. Cái thứ duy nhất, cái hướng duy nhất thầy thấy nó chạy là đường xanh dương, bởi vì tổng hợp lực. Vậy giờ thầy có đoán được là cái đường xanh dương đó, cái lực xanh dương đó là được gây nên bởi bao nhiêu điện tích không? Không. Nhớ nha. Không. Cho nên á, chúng ta dùng điện tích thử, chúng ta chỉ có thể nói là ở chỗ đó có điện trường. Nhưng chúng ta không bao giờ nói được ở chỗ đó điện trường được tạo nên bởi bao nhiêu nguồn, bao nhiêu hạt mang điện. Có những phép toán trong vật lý, phép toán là phép toán một chiều. Ví dụ nha, cho số 4, cho số 5, các bạn tính được tích là 20. Tức là cho Q1, cho Q3, các bạn tính được hướng mà Q2 sẽ phải chạy. Nhưng nếu thầy chỉ đo cái 20, tức là thầy chỉ đo cái hướng của thằng Q2 chạy, thì 20 được bao nhiêu số nhân lại? Không biết. 4 nhân 5, 2 nhân 1 nhân 5, 5 nhân 2, 2 nhân 1 nhân 5 nhân 2 nhân 1 nhân 5 gì đó, cả đặc hai một đoạn xả thẳng. Thầy sẽ không bao giờ biết được rốt cục điện trường chỗ đó được tạo nên bởi bao nhiêu nguồn. Mà thầy chỉ có thể trả lời chỗ đó có hoặc không có điện trường mà thôi. Nhớ cái điều đó. Phép đo của các bạn là phép đo tổng hợp lực. Cho nên các bạn sẽ không bao giờ biết được chỗ đó có điện trường được tạo nên bởi bao nhiêu nguồn. Cái đó sẽ không biết được. À, nhớ cái đó giùm thầy nha. Đó là một cái ý rất là quan trọng. Bởi vì cái các bạn đo được là tổng hợp. Câu hỏi thứ hai. Giả sử thầy có cái điểm M là ở đây. Thầy có thêm một cái điểm M ở đây. À, thầy có hai điểm M. Và thầy muốn so sánh nơi nào điện trường lớn hơn. Thầy đặt một điện tích Q2 vào đây, thầy đo cái lực tác dụng lên Q2 là 3 Newton. Thầy đặt một điện tích Q4 vào đây, thầy phát hiện ra cái lực điện trường ở chỗ Q4 tác dụng lên Q4 là 6 Newton. Thì điện trường chỗ nào lớn hơn? Rất nhiều bạn sẽ cho rằng cái 6 Newton này lớn hơn. Sai. Sai. Nếu như lực điện tác dụng lên đây là 3 Newton là bởi vì thầy dùng điện tích 1 micro coulomb, Q2 là 1 micro coulomb. Còn chỗ này thầy đặt là 50 micro coulomb, lực của nó là 6 Newton. Như vậy các bạn thấy khi các bạn dùng cái đối tượng thử khác nhau thì cái giá trị chỗ đó cũng khác nhau. Thầy quay trở lại. Thầy không cần xét đến nền thứ tư nữa, thầy xét một điểm nữa. Lần thứ nhất thầy đặt vô Q2 là 1 micro coulomb, lực là 6 Newton. Lần thứ hai thì đặt vô Q2 là 10 micro coulomb. Thầy đo được là 30 Newton, ví dụ vậy đi. Hai cái lần, một lần là 3 Newton, một lần 30 Newton. Các bạn rõ ràng á, điểm thì chỉ có một thôi. Có mỗi cái điểm đó thôi. Về lý thuyết một điểm thì chỉ có một điện trường. Vậy thì rốt cục dùng lực để đo cái độ mạnh yếu của điện trường có đúng không? Không. Không luôn. Vì khi các bạn đang dùng lực để đo thì cái độ lớn của lực, thậm chí là hướng luôn, nó phụ thuộc vào Q2, tức là điện tích thử. Q2 bây giờ được gọi là điện tích thử.
Nếu các bạn đặt Q2 là dương thì có thể nó là lực đẩy, mà Q2 là âm có thể là lực hút. Nếu các bạn đặt Q2 nhỏ, Q2 lớn, giá trị lực nó khác nhau luôn. Cho nên rõ ràng cái giá trị của lực không đặc trưng cho tường, bởi vì giá trị của lực đã bao gồm cái thằng Q2. Cho nên nếu như chúng ta lấy cái lực đó chúng ta chia cho Q thử là Q2, giả sử quay trở lại công thức của lực đó. Lấy cái lực này, lấy cái giá trị của lực này chia cho Q2, cái các bạn còn lại là gì? KQ1 chia ra. Cái các bạn còn lại là một hằng số K, nó là hằng số bỏ qua. Cái các bạn còn lại là nguyên nhân sinh ra trường là Q1. Và cái các bạn còn lại là vị trí không gian của trường là R. Không dính đến Q2, bỏ Q2. Cho nên cái đó mới là cái đặc trưng cho trường, bởi vì nó chỉ phụ thuộc vào nguyên nhân sinh ra trường và tọa độ của vị trí đang muốn khảo sát trong không gian. Vì vậy cái giá trị mới chúng ta thu được khi lấy F để chia cho lực, chia cho điện tích thử, là chúng ta đang có cái gọi là cường độ điện trường. Cho nên được định nghĩa là cường độ điện trường là đại lượng đặc trưng cho trường trên phương diện tác dụng lực. Bởi vì cái độ lớn của E ở đây nè, thì khi các bạn đặt Q2 vào, các bạng nhân E với Q2 ra lực tác dụng của Q2. Và hơn nữa nha, các bạn tưởng tượng, lực là tổng hợp lực. Mỗi một cái điện tích đây nó tạo ra tại điểm này một cái điện trường khác nhau. Và khi đặt quy thử ở đây, quy thử chạy theo cái đường này. Tại vì quy thử chỉ chạy theo cái đường tổng hợp. Cho nên chúng ta có một cái nguyên lý nó gọi là nguyên lý chồng chất điện trường. Tức là điện trường tại một nơi thì bằng điện trường thành phần cộng lại, cộng theo kiểu vector. Tuy nhiên, lưu ý, các bạn sẽ không bao giờ biết được điện trường nơi đó gây ra bởi bao nhiêu nguồn giống như vậy. Mà các bạn chỉ đo được duy nhất một giá trị E tại chỗ đó thôi. Bởi vì cứ đặt cái thằng Q2 vào đây, nó nhất định sẽ chạy theo hướng này. Đặt Q2 vào đây nhất định sẽ chạy theo hướng này. À, hoặc hướng ngược lại tùy tùy dấu của Q2, nhưng mà đại khái là nó sẽ chạy theo phương. Cho nên các bạn chỉ tìm được một và chỉ một giá trị E. À, tại mỗi chỗ, tại mỗi vị trí trong trường. Tùy sao? Tại vì các bạn chỉ có một và chỉ một vector tổng hợp lực. Về lý thuyết là như vậy. Cho nên có những điều cần phải lưu ý để xác nhận sự tồn tại của điện trường, điện tích thử. Dương âm lớn nhỏ quan trọng không? Không. Điện trường có tính chồng chập tại một nơi chỉ đo được điện trường tổng cộng, không đo được điện trường thành phần. Không bao giờ đo được điện trường thành phần. Lưu ý này. Và thứ ba, hướng của vector E. Các bạn nhìn này. Nếu các bạn lấy F các bạn chia cho Q2, các bạn còn lại gì? KQ1 chia R lũy thừa 3 nhân vector R. Vector R là chỉ ra như này. Thì cái dấu của E với lại dấu của R nó tùy thuộc vào Q1. Nếu Q1 là dương thì E tại mọi điểm là cùng chiều với R, tức là E hướng ra. Còn nếu Q1 là âm thì E tại mọi điểm ngược chiều với R, tức là hướng vô. Cho nên ha, các bạn nhìn nè. Điện tích dương sẽ gây ra E1 hướng ra. Còn điện tích âm sẽ gây ra E2 hướng vô. Tổng hợp là như vậy. Đồng ý không? Thì cái mà các bạn đang có ở đây á, khi mà chúng ta khảo sát cái điện trường gây ra bởi một hệ điện tích điểm, người ta cho ba bốn điện tích điểm trong không gian tính điện trường tổng cộng. Thì các bạn nhìn nè, E là lấy lực là vector nên chia cho con số nên là E là vector. Vì vậy phép cộng là cộng vector. Cực hơn nhiều khi mà phải cộng vector, còn chưa nói đến tích phân vector, cộng vector thôi là thấy đau đầu rồi. Tại vì cộng vector thì các bạn sẽ phải khảo sát cái thành phần của nó theo các trục. Có nhiều cách để cộng vector đó các bạn. Trong các bài toán có tính đối xứng thì các bạn cộng theo kiểu hình học. Trong những bài toán có tính không đối xứng thì các bạn nên tách ra. Ví dụ E1 thì có E1x, E1y. E2 thì có E2x, E2y. Vậy E tổng cộng sẽ có thành phần x là bằng E1x cộng E2x. Có thành phần theo phương y là E1x cộng E1y cộng E2y. Cộng theo kiểu đó cũng được. Nhiều bài chúng ta sẽ giải theo kiểu vậy hơn. Nhiều bài chúng ta sẽ giải theo kiểu là cộng như vậy. Rồi. Đây ha, chúng ta thấy rõ ràng. Khi mà chúng ta đặt một điện tích thử dương vào vị trí đó thì lực và E là cùng chiều. Lực đi đâu, E đi đó. Tại vì đây nè, E bằng F chia Q mà. Nếu Q2, Q0 là Q2 ha. Q2 mà dương
thì có phải là E với F cùng chiều không? Nếu Q2 mà âm thì E với F ngược chiều. Đây. Ở đây người ta vẽ sai sao? Ở đây là Q0. Q là gốc nè, Q bé không. À người ta đang nói là ok. Thì ở đây chúng ta cũng dùng cái Q0 lớn hơn không? Dùng điện tích thử lớn hơn không? Điện tích thử lớn hơn không thì E với F nó cùng chiều với nhau, cùng là lực ra hoặc cùng cùng là lực đẩy hoặc cùng là lực hút. Trong trường hợp Q, tức là cái gốc điện trường. Rồi. Lý thuyết thì nó đơn giản thôi. Lý thuyết đơn giản thôi. Cho nên khi các bạn nhìn thấy những bài tập đầu tiên về tính cường độ điện trường gây ra bởi những vật có cấu trúc là lạ. Tí nữa là sẽ đi qua một số cái bài. Vậy thì khi mà chúng ta có trong vật lý như vậy, có những cái tương tác là cần phải tiếp xúc ma sát này, tiếp xúc này. Có những tương tác như hấp dẫn là tương tác qua trường, tức là hai vật không cần chạm vào nhau nó vẫn tương tác với nhau. Điện tích, điện trường và kính điện. Thì khi người ta có những cái trường, trường tương tác lực thì người ta đặt ra một cái khái niệm mới, nó gọi là đường sức của trường. Chúng ta có đường sức của điện, chúng ta có đường sức của cường. Thì đường sức á, được định nghĩa là những đường cong cơ bản nó cong. Và cái quan trọng nhất này, tại mỗi một nơi trên đường sức nó sẽ nhận vector E là vector tiếp tuyến của đường sức. Đây ha, để mà mô tả rõ hơn và chúng ta sẽ như thế này. Để mô tả rõ hơn chúng ta sẽ có một cái hình như thế này. Giả sử chúng ta có một cái vector E ở đây. Bằng phép đo chúng ta xác nhận được. Thì ở chỗ này nó sẽ có một đường sức cong cong như này đi qua. Và quan trọng nhất này, cái vector E này theo định nghĩa thì nó sẽ là tiếp tuyến của đường sức ngay tại điểm này. Như vậy tại chỗ này thì E hướng như thế này. Trên này á, thì E hướng như thế nào? Nếu đây là đường sức thẳng thì E nó là đường sức nó là làm như này. Còn nếu ở chỗ này cong cong chỗ này thì đường sức của các bạn nó như vậy, trên tiếp tuyến nó như này thì cái E của nó như này. Vậy câu hỏi đặt ra nè, trên một cái đường sức thì E nó có giống nhau không? Không. Nhớ nha, trong cái định nghĩa của đường sức là vector E chỉ đóng vai trò là chỉ phương tiếp tuyến, chỉ hướng tiếp tuyến. Nếu được E hướng theo hướng này thì đường sức các bạn nó sẽ được ký hiệu là có chiều như này. Cái vector E nó chỉ ra cái chiều của đường sức thôi. Chứ nó không có nghĩa là trên một đường sức là mọi vector E đều bằng nhau. Tại vì ở những điểm khác nhau nó sẽ có cái độ mạnh yếu của trường khác nhau. Cho nên E nó sẽ có hướng khác nhau tại những vị trí khác nhau của đường sức. Bởi vì mỗi một cái đường sức cong nó đều sẽ có những cái tiếp tuyến khác nhau ở những điểm. Độ lớn của E cũng khác nhau luôn. Độ lớn của E cũng khác nhau luôn. Và nó có một câu hỏi khác là nếu như thầy có một hai cái đường sức như thế này, thì khi thầy thả một điện tích thử, khi thầy thả một điện tích thử lên đây đi, thì cái điện tích này nè nó có trôi theo đường sức không? Có một số cái câu hỏi lý thuyết mấy năm trước ra là đường sức điện trường là quỹ đạo của hạt mang điện tự do trong điện trường, đúng không? Thì nhiều bạn chọn ngay à, tại vì các bạn nghĩ là cái đường sức thì nó phải chạy như vậy. Không, không, các bạn suy nghĩ kỹ lại đi. Cái đường sức chỗ này nè, nó sẽ có một vector E kiểu như thế này. Đúng chưa? Thì nếu một điện tích tự do đặt vào đây, thì vector E, giả sử được điện tích là dương nha, vector E thế này thì nó sẽ tạo ra một cái lực cỡ này, cái lực cũng theo hướng này luôn. Cái lực này thì vẽ cái màu khác này. Đây, vector E theo hướng này thì lực theo hướng này, bởi vì đây là điện tích dương nha, thì giả sử được cái dương để ra bí luận tương tự. Thì khi lực theo hướng này á thì gia tốc cũng theo hướng này, bởi vì F bằng ma. Gia tốc theo hướng này á thì vận tốc sau đó theo hướng này, bởi vì ban đầu nó bằng không, vận tốc bằng không. Cho nên á cái điện tích điểm này nó sẽ chạy theo cái quỹ đạo là cái đường thẳng này nè các bạn. Về nguyên tắc ha, nó từ đây nè, nó sẽ dịch lên cái điểm trên này một tí. Nó dịch lên trên điểm trên này một tí. Và khi nó dịch lên điểm bên trên á thì bên chỗ này nó lại có một đường sức thứ ba. Đường sức là như thế này. Thì tại thời điểm đó vận tốc của vật thì đang hướng này, đường sức mới này thì E theo hướng này, E theo hướng này, thì lực mới của các bạn nó cũng sẽ theo hướng này,
gia tốc mới các bạn nó cũng sẽ theo hướng này. Ở lúc đó vận tốc của các bạn đang theo hướng này, gia tốc theo hướng này, thì vận tốc mới nó sẽ đảo xuống một chút như thế. Nhưng dù sao chăng nữa, quan trọng nhất là cái điện tích nó đang được đường sức dưới, nó chạy lên đường sức trên, rồi nó sẽ chạy lên các đường sức trên. Cho nên á, cái đường sức có phải quỹ đạo của điện tích thử không? Không. Đường sức nó là đường cong, được định nghĩa là lấy vector E làm tiếp tuyến tại mọi điểm, chứ nó không phải là quỹ đạo hạt năng điện tự do. À, nó từ đường sức dưới sẽ chạy đường sức trên, chạy đường sức trên. Hay nói chính xác hơn, quỹ đạo của hạt năng điện tự do nó sẽ cắt theo đường sức, chứ nó không có xu hướng 100% lúc nào cũng đi theo đường sức, chỉ trừ khi đó là đường sức của điện trường đều, là những đường cong, đường thẳng song song, thì lúc đó cái điện tích của bạn sẽ bị lực kéo dọc theo đường sức chỉ trong điện trường đều. Còn điện trường tùy ý không, không có chuyện đó. Lưu ý giùm thầy đấy. Tại vì sao rất nhiều bạn khi mà gặp cái câu câu hỏi lý thuyết đó, các bạn gần như mặc nhiên, các bạn luôn luôn có một cái cảm giác trong đầu, luôn luôn có một cảm giác, các bạn sống bằng cảm giác đó, là cái đường sức nó phải là thả điện tích vô chạy 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 theo đường sức. Không, không hề được, nó sẽ không chạy theo đường sức, mà thực ra là nó cắt theo đường sức, được chưa? À, về mặt tổng quát là nó sẽ cắt theo đường sức, chứ nó không có chạy theo đường sức. Sorry. Rồi đến chỗ này các bạn có bạn nào có thắc mắc gì về về cái nội dung phần giảng vừa rồi không? Các bạn. Đây ha, nếu chúng ta xem xét các cái hệ nhiều điện tích, các bạn sẽ thấy thì cái đường sức các bạn nó đi ra từ điện tích dương, nó có thể kết thúc trên điện tích âm, nó có thể kết thúc trên điện tích âm, mà nó cũng có thể là đi luôn, đi thẳng luôn, mất luôn, không có về nữa. Cho nên đường sức là những đường cong hở, có thể bắt đầu từ một điểm, kết thúc tại một điểm, nhưng không trở về, không cần trở về cái điểm ban đầu. Có thể kết bắt đầu từ một điểm, đi mãi mãi luôn, không bao giờ trở về như cách mà chúng ta đóng tiền học mỗi năm này. Số tiền nó sẽ đi mãi mãi luôn, không bao giờ trở về nữa. Đường sức nó giống như là tiền đóng tiền học ấy. Còn từ trường nó giống như tiền đầu tư, tiền đầu tư thì có thể nó sẽ trở được chưa nào? Thì những cái cấu trúc của điện tích khác nhau nó sẽ tạo ra những cái hệ đường sức khác nhau. Các đường cong này có phương trình không? Có. Nếu các bạn học bên chương trình Việt Pháp, người ta bắt các bạn viết đường phương trình đường cong này, phương trình của các đường sức. À, nhưng vì các bạn không không học cái chương trình khó đó, các bạn chỉ học cái chương trình thường thôi, cho nên chúng ta biết nó là những đường cong là được. Còn cong thế nào thì nhận các vector E làm vector tiếp tuyến tại mọi điểm, nhớ cái đó là được. Rồi, có ai có thắc mắc gì về cái đoạn giảng vừa rồi không? Có ai có thắc mắc gì về cái đoạn giảng vừa rồi không? Các bạn. Có cần phải giải lao 5-10 phút không? Cho các bạn tỉnh táo lại không? Dạ thầy thầy Ờ, hỏi đẹp. dạ thầy có thể ví dụ một vật có thể chứa cái đường sức này không ạ? Tất cả mọi vật mang điện đều đang phát ra cái đường sức xung quanh mình mà. Đang tồn tại cái đường sức xung quanh mình Dạ. mà. À, ví dụ như cái tụ điện đó, tụ điện bạn thấy không, nó có những đường sức giữa hai hai cái bản tụ điện. À, đường sức của tụ điện là vuông góc với hai bản tụ điện, hướng từ dương về âm, hướng từ bản dương về bản âm. Ví dụ vậy, một hạt mang điện đó giống như đây nè, cái hệ hai cái hạt hạt điện tích mang điện đó, bạn thấy không, hệ thống đường sức của nó. Ví dụ như là các đám mây nó gây ra cái nhiễu điện hưởng ứng trên mặt đất, thì trên mặt đất lúc đó tồn tại các đường đường sức điện trường rất là nhiều. Và tại sao chúng ta không thấy? Bởi vì
chúng ta phải đo chúng ta mới thấy. Chứ còn chúng ta đứng đây dùng cái cảm giác của con người thì các bạn sẽ không cảm nhận được cái việc tồn tại các dùng sức đó. Mặc dù cũng sẽ có một số cái cảm xúc nhưng mà không phải là cái kiểu đó, được không? Dạ em hiểu rồi ạ. Sao giải lao khoảng 10 phút nha, và chúng ta đi tiếp nha. Cái đoạn này chúng ta sẽ phải học hơi nhanh một tí về một số cái các bạn cũng quen thuộc rồi, nhắc nhở các bạn là một số thứ thôi. Chúng ta đi nhanh một tí rồi chúng ta sang cái phần định lý Gauss luôn, rồi sau đó chúng ta sẽ làm một số bài tập. Bây giờ giải lao 10 phút nha các bạn.
Rồi chúng ta tiếp tục ha các bạn ha. Chúng ta tiếp tục ha. Thì đối với cái điện trường á, điện trường là một trường vector, là vì các cái giá trị để đặc trưng cho nó về phương diện, một số phương diện như phương diện lực là các vector. Trường vector thì nó có một số cái tính chất mà sau này nếu các bạn học toán giải tích vector hoặc là đại số tuyến tính các bạn sẽ gặp lại. Một trong những cái giá trị mà người ta luôn luôn khảo sát trong bất kỳ một trường vector nào là thông lượng. Thông lượng, thông tức là xuyên qua, lượng là số lượng thôi. Thì khái niệm thông lượng của điện trường nó được định nghĩa rất đơn giản ha. Điện thông là số các đường sức xuyên qua cái diện tích nào đó. Cái diện tích nào đó. Giả sử chúng ta có một cái diện tích như này. Chúng ta có ba đường sức xuyên qua. Đó, chúng ta có năm đường sức xuyên qua. Như vậy tại cái diện tích này, cái trường hợp thứ hai, điện trường nó lớn hơn trường hợp thứ nhất. Thì điện thông á, là nó đặc trưng cho cái độ mạnh yếu của trường ở khu vực đó. Ví dụ như lấy một diện tích 1 cm vuông đó, có 5 đường sức xuyên qua, chỗ khác có 10 đường sức xuyên qua, thì cái chỗ khác đó điện trường lớn hơn cái điện trường ở chỗ 5 đường sức xuyên qua. Nói nôm na thì là như vậy. Tức là để mô tả về độ mạnh yếu của trường trong khu vực thì mình dùng khái niệm điện thông. Thì các bạn thấy rõ ràng, giả sử tôi có một cái điện trường, cái bút màu đỏ này, nó nằm như thế này, và tôi xét cái mặt như thế này, thì rõ ràng cái mặt như thế này với lại cái đường sức này là nó song song với nhau. Tức là điện trường nó không có xuyên qua mà nó chỉ lướt trên mặt thôi. Nên cái này là có điện trường nhưng điện thông có thể bằng không. Nên đôi khi người ta hỏi một câu hỏi là giả sử như ở một khu vực nào đó có tồn tại điện trường thì điện thông xuyên qua một mặt nhỏ có bằng không được không? Là có, vẫn bằng không được. Nếu như cái hướng của mặt là hướng này và hướng của trường là hướng này thì không có xuyên qua nhau. Không có xuyên qua nhau thì không có điện thông. Lưu ý cùng thầy. Thì rõ ràng khi một cái mặt như thế này thì người ta được đặc trưng bởi trong cái giả thuyết vector, mỗi một mặt thì người ta đặc trưng bởi một vector mặt, vector ds. Cái vector này, vector ds là vector diện tích mặt. Thì vector thì nói về phương chiều và độ lớn đúng không? Độ lớn của ds là diện tích của cái mặt. Diện tích bao nhiêu mét vuông thì đó là độ lớn của nó. Còn phương chiều thì mỗi một mặt là chúng ta sẽ lấy một cái pháp tuyến. Cái pháp tuyến thì cái pháp tuyến đó, nó chỉ phương chiều của cái vector đó. Cho nên đó, vector ds đôi khi người ta viết cái dạng là diện tích ds nhân với lại vector pháp tuyến n. Và các bạn thấy nè, để đặc trưng cho điện thông xuyên qua thì nếu như bạn nhìn là n hướng này và điện trường cũng hướng này, điện trường là bút xanh, n là bút đỏ, thì cái góc giữa điện trường với điện thông là bằng không độ, cốt là bằng một. Còn nếu điện trường là hướng này, điện trường là hướng xanh này, còn mặt của chúng ta là mặt đen này, thì là pháp tuyến này, góc giữa chúng là 90 độ. Cho nên cái điện trường này nè, nó không có điện thông xuyên qua mặt. Bởi vì đơn giản là gì? Nó lướt qua nhau. Nó lướt qua đời nhau. Chứ nó không có xuyên qua nhau. Nên gọi là không gọi là thông. Các bạn thì rất là nhạy cảm với những cái từ kiểu như vậy. Kiểu kiểu như thế. Được vậy chúng ta thấy nè, nếu chúng ta có một mặt và có đường sức xuyên qua, thì trong các trường vector người ta hay khảo sát một cái mặt rất đặc biệt, nó gọi là mặt kín. Nếu chúng ta có một mặt kín, nếu chúng ta có một mặt kín thì điện thông xuyên qua mặt kín nó sẽ như thế nào? Lưu ý nha, điện thông xuyên qua mặt kín thì từ trong đi ra người ta hay lấy dấu dương, tại vì từ trường mà đi ra, pháp tuyến đi ra thì cái cốt nó bằng là cốt của góc bé 90 độ, đâm ra nó mang tính dương, dấu dương. Từ trong đi ra thường là mang dấu dương, và từ ngoài đi vào là mang dấu âm. Nó xem mặt kín này, giả sử thầy có một cái mặt này, mặt màu xanh này. Và bên ngoài thầy có một cái điện tích quy. Bây giờ mình vẽ đường sức này. Đường sức từ điện tích quy đi ra là những đường thẳng, tại vì nó là điện tích điểm, là những đường thẳng. Và đường thẳng này nó sẽ bắt đầu từ quy, nếu quy là dương, và đi ra đến vô cùng. Vì nó bắt đầu ở quy và đi ra đến vô cùng, cho nên nó đi vào mặt bao nhiêu, nó bắt buộc phải đi ra để nó về vô cùng. Mà điện thông được định nghĩa là số cái đường sức xuyên qua, số đường sức xuyên vào bao nhiêu thì xuyên ra bấy nhiêu. Cho nên ha, tổng cái mặt kín này, đường sức xuyên qua bằng không
Bởi vì bất cứ một đường nào đi vào đều phải đi ra. Vào một, ra một thì tổng lại là bằng không. Còn nếu như cái mặt chúng ta là một mặt méo mó như thế này, chúng ta nhìn thôi. Tôi xét một mặt cầu lý tưởng lấy điện tích là tâm. Và tôi xét những mặt khác méo mó vẫn chứa điện tích bên trong nhưng nó méo mó. Mặt một là mặt cầu, mặt hai là một mặt méo mó, mặt ba cũng là một mặt méo mó, miễn sao chứa cái điện tích bên trong là được. Thì các bạn nhìn cái mặt cầu này có điện thông xuyên không? Có. Bởi vì tất cả những đường sức đều đi từ bên trong xuyên ra và không trở về nữa, cho nên có cái luồng đường sức đi ra không đi về, cho nên tồn tại điện thông qua cái mặt kín là mặt cầu nhỏ này. Và các bạn nhìn này, các đường sức này á, khi nó đi ra là nó ra luôn, cho nên nó ra khỏi S1 bao nhiêu thì nó đi ra S2 bấy nhiêu, nó đi ra S3 bấy nhiêu. Như vậy á, tổng số đường sức trên cái mặt cầu lý tưởng và những mặt méo mó này là giống nhau. Là giống nhau. Cho nên xét một mặt kín, mặt kín nó đường số điện thông xuyên qua mặt kín có phụ thuộc hình dạng mặt không? Không. Quan trọng nhất là cái mặt kín nó có đang chứa hay không chứa các điện tích điện mà thôi. À, chứa hay không chứa các điện tích điện mà thôi. Vậy cái mặt kín đó nó to nhỏ thì sao? Không quan trọng. Nó to như S3 hay nó nhỏ như S1, chỉ cần nó chứa chung một điện tích thì bao nhiêu đường sức đi ra khỏi S1 sẽ có bấy nhiêu đường sức đi ra S2, bấy nhiêu đường sức đi ra S3. Cho nên điện thông qua mặt kín, kín nha, phải có chữ kín nữa, có phụ thuộc vào hình dạng hay là kích thước của mặt không? Thì là không. Không. Điện thông qua mặt kín chỉ phụ thuộc vào việc là nó chứa bên trong bao nhiêu điện tích điện hay là lượng điện tích bao nhiêu. Thì ở đây ví dụ nha, tôi muốn tìm cái đường điện lượng cái giá trị điện thông xuyên qua mặt S3, tôi tính không có được. Vì sao các bạn biết không? Vì khi tôi muốn tính cái điện thông qua S3 thì tại mỗi một vị trí này sẽ có một giá trị điện trường khác nhau. Giả sử tôi xét một cái diện tích nho nhỏ nằm ngay trên S3, diện tích ở chỗ này, thì cái điện trường ở đây á, nó sẽ khác với cái điểm chỗ này về độ lớn, về phương chiều. Ở đây điện trường là hướng ra, ở đây là hiện trường là theo hướng này. Thứ hai á, cái diện tích nho nhỏ này nè, nhiều khi cái pháp tuyến của nó theo hướng này, nhiều khi đó về hoạt hình không, à, nhiều khi cái pháp tuyến của nó theo hướng này, góc giữa e với lại góc giữa e với lại mặt là ví dụ 30 độ đi. Thì sang cái chỗ mặt này á, nhiều khi cái mặt này thì pháp tuyến là theo hướng đúng e luôn, góc giữa chúng là 0 độ. Cho nên ví dụ tôi phải cộng nha S1 E1 cos alpha 1 cộng E2 S2 cos alpha 2 thì tôi lại không biết được cái alpha 1 alpha 2 ở khắp nơi như thế nào để mà tôi cộng vậy thì làm sao tôi tính được tổng cái đường sức điện trường đi qua cái mặt S3 méo mó này? Thì tôi sẽ không tính cái mặt đó, bởi vì cái mặt đó nó xấu quá, tôi không muốn nhìn thấy nó. Tôi xét một mặt S1 lý tưởng bao quanh cái điện tích điện. Và khi tôi xét như vậy, các bạn nhìn tại bất kỳ một điểm nào ở trên cái S1 này, đây là S1 đúng không? Thì tại bất kỳ một cái điểm nào mặt cầu nhé, thì tôi lấy một cái diện tích DS rất nhỏ chỗ này, thì cái diện tích DS rất nhỏ này nè các bạn, nó sẽ có vectơ pháp tuyến là vectơ nào? Bởi vì mặt cầu mà, thì pháp tuyến mặt cầu là bán nên vectơ pháp tuyến của nó là theo hướng như thế này. Còn e tại điểm này nó đi từ điện tích điểm của tôi ra, e của nó cũng sẽ có hướng này, các bạn nhìn ha. Như vậy các bạn thấy không, nếu như vậy á, thì tại cái điểm tôi đang khảo sát này, e với lại s tức là vectơ pháp tuyến là cùng phương cùng chiều, nếu điện tích là dương nha, nếu điện tích là dương thì nó đang cùng phương cùng chiều, tức là cái e nhân ds này, e nhân n này, e nhân n này của các thì nó đơn giản chỉ là e độ lớn nhân n độ lớn, bởi vì nó không còn để góc nữa, góc bằng không có còn một. Nên các bạn nhìn ha, e tại một điểm bất kỳ ở chỗ này nó sẽ có giá trị nào, giá trị này 1/4π tức là k đó, 1/4π epsilon không là k, k nhân với quy lớn là điện tích ở trong tâm chia cho r bình phương nhân với vectơ er,
vector R tức là địa chỉ là cái E của chúng ta hướng ra màu đỏ. Còn D, DS hay D N nhân DS, N của chúng ta cũng hướng ra luôn, N của chúng ta cũng hướng ra luôn. Còn DS diện tích. Vậy các bạn thấy là tại chỗ này á, E là giá trị độ lớn này, hai cái này nhân nhau thì bằng một, tại vì hai cái đó đều có đơn, giá trị là một vector đơn vị mà. Và DS là diện tích ngay tại chỗ này, một điểm ha. Tôi xét điểm khác thì sao? Tôi xét một cái điểm ở bên chỗ này. Tôi xét được điểm đến chỗ này thì cái hình ảnh nó cũng tương tự, tôi cũng sẽ có một cái cặp E với lại N. E của tôi cũng vẫn hướng ra. Độ lớn có gì khác với thằng E này không? Không có gì khác hết. Tại vì độ lớn là lúc này nó phụ thuộc R, mà R này là bằng cái R bên điểm số 1. Còn pháp tuyến ở cái diện tích nho nhỏ đó là chỗ nào? Pháp tuyến là diện tích nho nhỏ này, nó cũng vẫn vuông góc với pháp với bề mặt mặt cầu. Tức là nó cùng phương cùng chiều với E. Pháp tuyến chỗ này nó vẫn là cái vector tương tự như vậy, vẫn cùng chiều với E. Cho nên tại cái chỗ này E nhân DS nó giống hệt cái E nhân DS chỗ này, hai cái vector này nhân nhau, nhân vô hướng với nhau. Điểm 1 giống y như điểm 2, điểm 2 nó giống y như điểm 3, điểm 3 nó giống y như điểm 4. E tại mỗi điểm đều giống nhau. Như vậy các bạn thấy không? Khi mà tôi cộng cái điện thông thì cái giá trị E độ lớn nó là hằng số với mọi điểm. Tôi cộng và cộng tất cả mọi điểm trên mặt cầu xanh thì độ lớn E nó là giống nhau, bởi vì cùng cách một khoảng cái R. Cho nên rút ra khỏi dấu tích phân, trong này chỉ còn lại mỗi cái tích phân DS. Mà tích phân DS á, trên toàn mặt cầu thì nó bằng diện tích mặt cầu là 4πR bình. Diện tích mặt cầu đơn giản R bình, R bình đơn giản 4π, 4π. Cái tôi còn lại là đây. Tôi vừa mới chứng minh được tổng điện thông qua mặt cầu lý tưởng nhỏ xíu này là bằng Q chia giá epsilon không. Tôi vừa chứng minh được. Tức là qua cái mặt cầu S1 này, là Q chia epsilon không. Vậy thì qua cái S2 bao nhiêu? Bao nhiêu qua S1 thì bấy nhiêu qua S2, vì các đường sức này hở. Qua S3 bao nhiêu? Y chang luôn. Vì vậy thực ra tôi vừa mới chứng minh được định luật Gauss, định lý Gauss. Nên đôi khi các bạn thấy trong sách nó ghi là định luật, đôi khi một số sách nó ghi là định lý. Định luật là không chứng minh được, còn định lý là chứng minh được. À, đây tôi vừa mới chứng minh nó xong đó. À, cho nên nó thực ra là định lý Gauss, chứ không phải định luật Vậy các bạn thấy, tóm lại, nếu chúng ta chấp nhận một cái giả thuyết điện trường là được tạo nên bởi những đường sức hở, những đường sức là những đường cong hở đi ra từ điện tích dương có thể đi mãi mãi không về, thì điện thông qua một mặt kính nó sẽ phụ thuộc với việc ở trong cái mặt kính đó có điện tích hay không. Cái ý nghĩa này quan trọng lắm, ý nghĩa của định lý Gauss quan trọng lắm. Ý nghĩa thứ nhất, điện trường là có nguồn. Có nguồn tức là sao? Các bạn sẽ luôn luôn có một nơi để nó phát ra điện trường, và khi các bạn bao bọc quanh nó bởi một đường kính thì có điện thông xuyên qua. Có điện thông xuyên qua khác không? Có thông lượng khác không? Tức là cái đó. Có điện tích dương là nguồn, cũng có thể là điện tích âm nếu tất cả điện sức đều chui vào và không ra nữa. Kết thúc ở đó. Cho nên bên điện tích á, chúng ta có nguồn, đó là trường có nguồn. Hay nói đúng hơn ha, nó là có điện tích dương riêng, điện tích âm riêng. Sang bên từ trường mấy bữa đó các bạn học, cái từ thông luôn luôn bằng không, vào bao nhiêu thả phải ra bấy nhiêu, và người ta đưa ra kết luận là sẽ không có nguồn, hay nói đúng hơn không có cực nam riêng và cực bắc riêng, luôn luôn tồn tại cực bắc và cực nam chung. Các bạn lấy cái nam châm các bạn chặt đôi ra, các bạn sẽ ra hai cái nam châm, chứ các bạn không ra một cực bắc và một cực nam. Nhưng điện trường thì khác, các bạn có thể tách ra điện tích dương riêng, điện tích âm riêng, gọi là trường có nguồn. À, trường có nguồn. Và cái điện thông á, nó chỉ tồn tại nếu như cái mặt đó đang chứa trong lòng. Điện thông có mặt kín đó nha, mặt Gauss phải là một mặt kín. Điện thông có một mặt Gauss, nó chỉ tồn tại nếu như cái mặt Gauss đó chứa điện tích. Giả sử chúng ta có một cái lọ Vaseline, à, lọ để bôi chống nẻ tay. Nếu nó mở nắp như thế này thì bề mặt của nó có phải là một mặt Gauss không? Không, bởi vì nó không kín. Nếu nó đóng nắp lại thì nó kín, tức là nó là một mặt Gauss.
Và nếu như bên trong nó có điện tích thì sẽ có những đường sức điện trường xuyên từ trong ra, và lúc đó sẽ có điện thông trên cái mặt kính. Còn nếu như nó là một mặt hở thì nó không phải là mặt gau. Không phải là mặt gau thì các bạn không dùng định lý gau được. Nhớ nha, không dùng định lý gau. Thì cái ý nghĩa của mặt gau, ý nghĩa của cái định luật gau này, nó cho các bạn một câu hỏi như này. Giả sử thầy có một đống điện tích dương và âm, thầy có một đống điện tích dương và âm rất nhiều, hàng triệu điện tích dương, hàng triệu điện tích âm, tự do nha, không có bị nối bởi thanh cứng gì hết. Thầy có cách nào tạo ra một cái hệ điện tích cân bằng tĩnh không? Tức là các bạn đẩy nó vô, thì nhiều bạn sẽ suy nghĩ được thầy, thì thầy cứ vứt nó vào chỗ đi, rồi dương âm hút nhau, âm âm đẩy nhau, dương dương đẩy nhau, nhưng mà phải vứt nó một chỗ nhèo 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 lại thì rồi cũng có cách để nó cân bằng khi mà cái lực đẩy lực hút nó triệt tiêu. Nhưng mà định lý Gauss nói với các bạn là chuyện đó không bao giờ tồn tại, không bao giờ tồn tại. Tức là giống như nãy tôi kể các bạn về cái mô hình của nguyên tử, hồi đầu người ta nghĩ là nguyên tử nó có thể là một đống điện tích âm, một đống điện dương trộn hỗn loạn lại với nhau sao cho tụi nó cân bằng nhau một cách vô tình về lực hút và lực đẩy. Nhưng định lý Gauss nó nói với các bạn là không, không bao giờ có chuyện đó. Khi các bạn có những điện tích tự do, các bạn sẽ không bao giờ tạo thành một hệ cân bằng tĩnh. Giả sử tôi có một điện tích ở đây, thế nào gọi là cân bằng? Bạn còn nhớ cái bài toán dao động điều hòa không? Nếu các bạn nhớ cái đó các bạn sẽ hiểu. Giả sử cho một viên bi nằm trên cái máng như thế này, thì đây là một vị trí cân bằng ở dưới đáy, và ở trên mặt này của nó cũng là một vị trí cân bằng, viên bi có thể nằm ở đây được luôn. Dao động, nhớ không? Lớp 11, lớp 12 học, dao động là chuyển động quanh vị trí cân bằng. Vị trí cân bằng là gì? Vị trí cân bằng là vị trí mà vật có thể nằm cân bằng. Nhưng ví dụ nha, ở đây chúng ta có vị trí cân bằng 1, có vị trí cân bằng 2. Hai viên bi đó khi các bạn đẩy nó ra khỏi vị trí cân bằng đang có, thì viên bi nào sẽ dao động? Tức là viên bi nào có xu hướng trở về nơi mà nó cân bằng hồi đầu, thì chỉ có viên bi này thôi. Các bạn đẩy nó lên thì nó rơi về, đẩy nó lên thì nó rơi về. Thì vị trí cân bằng này được gọi là vị trí cân bằng bền. Tức là khi nó đi ra khỏi vị trí này, luôn luôn sẽ có lực có xu hướng kéo nó trở về, gọi là lực hồi phục. Còn viên bi này thải nó ra là nó đi luôn chứ nó không có về. Vị trí cân bằng bền là vị trí cân bằng mà về mặt cơ học là có thế năng thấp nhất. Nhưng dù sao chăng nữa, nếu như muốn cân bằng thì nó ra khỏi vị trí cân bằng là phải có lực kéo về. Bây giờ chúng ta xem, đây tôi có một điện tích nằm ở đây. Xung quanh nó có rất nhiều điện tích khác, tôi không cần biết, không cần biết. Nhưng mà liệu viên bi nó cân bằng được không? Nếu như xung quanh nó là những điện tích tự do khác, giả sử điện tích này dương đi, và nếu như nó muốn cân bằng tại đây, thì tức là nếu tôi kéo nó ra đây, thì phải có lực đẩy nó về đây. Hay nói đúng hơn, nếu tôi kéo nó ra đây là phải có e chỗ này, tại muốn có lực điện là phải có e đẩy nó về. Nếu tôi có một điện tích dương ở chỗ này và tôi lấy một mặt gau rất nhỏ bao lại nó, và khi tôi lấy nó ra khỏi cái mặt gau đó, thì trong cái mặt gau này không còn điện tích khác nữa, tức là điện thông xuyên qua mặt chỗ này là biến mất, là bằng không. Cho nên khi chúng ta kéo nó ra thì có e để đẩy nó về không? Giả sử chúng ta kéo theo một hướng hướng này thì có thể có e đẩy nó về, nhưng nếu chúng ta kéo nó theo hướng này thì có thể không có e đẩy nó về. Bởi vì cái e nó đi vào đây thì nó phải đi ra chỗ khác, tại vì mặt này trở thành mặt mặt gau không chứa điện tích. Cho nên nếu cái đường e, đường sức tương quan với e này đi vào thì phải có một chỗ đi ra. Cho nên nếu tôi kéo nó sang đây thì có thể nó sẽ bị đẩy về, thì dẫn đến cái chuyện là nếu tôi kéo nó sang đây thì nó sẽ đi luôn. Cho nên cái tính chất của định lý Gauss, cái một trong ý nghĩa quan trọng nhất của định lý Gauss, nó nói với các bạn là không bao giờ có một cái hệ điện tích điểm tự do mà có thể đạt được trạng thái cân bằng. Đó là chuyện không thể luôn. Và cái định lý Gauss đúng với mọi trường có nguồn. Ví dụ lực hấp dẫn cũng là một trường có nguồn, và lực hấp dẫn nó cũng tuân theo định lý Gauss. Đường sức hấp dẫn sẽ tồn tại nếu như trong cái mặt kính nó chứa một hành tinh hay là chứa một vật có khối lượng. Và nó dẫn đến một cái chuyện như này, sẽ không có một cái hệ hành tinh nào trên vũ trụ này gồm nhiều hành tinh con nhưng đứng yên cân bằng với nhau, không. Cái sự cân bằng luôn luôn diễn ra khi các hành tinh quay quanh nhau
chứ không bao giờ có chuyện hai hành tinh đứng cứng ngắc này, ba hành tinh, bốn hành tinh, năm hành tinh đứng cứng ngắc này mà rồi tụi nó cân bằng, tụi nó không bao giờ xảy ra. Cho nên cái mô hình mà nguyên tử bánh quy nho khô mà chúng ta nói là đầu giờ, nó cũng không bao giờ tồn tại, nó không bao giờ tồn tại. Lưu ý cái đó giùm thầy nha. Và nó dẫn đến một cái chuyện như thế này, nó dẫn đến một chuyện như thế này. Khi chúng ta nói về một vật kiểm điện, chúng ta đang nói về hai loại vật khác nhau. Vật thứ nhất á, là vật bằng kim loại, tức là vật dẫn điện. Một vật dẫn điện, nhiễm điện, ví dụ như cái vỏ cái bút này. Cái bút này có cái vỏ bằng 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 nhôm. Và khi nó nhiễm điện thì đây là một vật bằng kim loại dẫn điện. Và nếu như đó là cái bút này, thì cái bút này á, là làm bằng chất điện môn, chất cách điện. Nó nhiễm điện thì là vật nhiễm điện, điện môn. Vậy cái bức tranh của một vật bằng kim loại nhiễm điện và bức tranh của một vật bằng điện môn nhiễm điện, nó khác nhau như thế nào? Nó khác nhau rất lớn. Nó khác nhau từ một cái ý ban đầu rất rõ ràng của hai cái vật này, hai cái vật liệu này. Vật liệu dẫn điện là vật liệu sao? Là vật liệu mà có điện tích tự do, điện tích rất tự do, hơi tí là nó chạy, hơi tí là nó chạy, hơi có cái điện tích khác đẩy nó là nó chạy, hơi có cái điện trường xuất hiện là nó chạy, và mới gọi là điện tích tự do. Thì vật bằng kim loại thì điện tích tự do lấy đất đâu? Vậy các bạn nhìn nữa nha, các bạn nhìn, nếu một vật bằng kim loại nhiễm điện, nếu một vật bằng kim loại nhiễm điện, thì nếu như điện tích mà nằm bên trong này, nếu như có những điện tích nằm bên trong, chúng ta vừa nói đến cái kết luận của định lý Gauss là sẽ không thể có hệ các điện tích tự do cân bằng, cho nên dù ở trong này có rất nhiều điện tích khác nhau nằm chung với nhau thì cái hệ điện tích ở chỗ này nó không bao giờ là cân bằng, hay nói đúng hơn là các điện tích này sẽ chạy, nó sẽ đẩy nhau và chạy, và khi nó đẩy nhau nó chạy, mà nó chạy được không? Nó chạy được. Lý do là sao nó chạy được? Bởi vì đây là vật dẫn điện. Nhưng nếu như cái sự chạy này nó luôn luôn diễn ra, nếu như cái sự đẩy này nó khiến cho các hạt điện tích luôn luôn chạy, thì chúng ta đang có những dòng điện chạy trong kim loại. Và khi mà dòng điện chạy trong kim loại thì nó sinh nhiệt, hay nói đúng hơn là vật bằng kim loại sẽ nóng lên và chảy ra. Nhưng cái chuyện đó có xảy ra trong cuộc sống chúng ta không? Không. Các vật nhiễm điện kim loại nó không bị tự nhiên chảy ra. Điều đó có nghĩa là tụi nó sẽ chạy đến một lúc mà tụi nó sẽ không chạy nữa. Chạy này là gì? Là phân phối lại điện tích, phân bố lại điện khi một vật bằng kim loại nhiễm điện thì các điện tích sẽ đẩy nhau và nó chạy. Ủa thầy, nó chạy rất tự do mà, vậy tại sao nó lại dừng lại được? Chắc chắn phải có một vị trí mà lúc đó nếu như lực đẩy vi phạm điều gì đó thì điện tích sẽ bị dính cứng lại vị trí đó. Ví dụ đây là bề mặt của vật, nó có thể chạy rất tự do trên bề mặt, nó có thể chạy rất tự do từ bề mặt vào, bởi vì không ai giữ được nó cả. Nhưng nó không thể văng ra khỏi bề mặt được, theo hướng vuông góc của bề mặt là không thể văng ra khỏi bề mặt. Vậy nếu như lực tác dụng lên nó lại đang vuông góc cái bề mặt, tức là ấn nó vào bề mặt, ấn nó vào tường, các bạn cứ tưởng tượng ấn một vật vào tường, ấn vuông góc vào tường, thì nó không thể lún qua tường được đúng không? Thì nó nằm yên trên tường, nó nằm yên ngay chỗ đó. Còn nếu như cái lực ấn các bạn mà hơi nghiêng so với tường. Ủa sao có bạn nào giành quyền trình bày của thầy vậy? Có bạn nào hình như vừa mới giành quyền trình bày của thầy, mới đưa thấy lại cái phần trình bày của thầy chưa, Được thấy rồi lại thầy. slide của thầy chưa, Thì chưa thấy đâu. Thấy thấy chưa, rồi thấy thầy. chưa? Thấy rồi. Dạ thấy rồi thầy. Có bạn nào muốn bấm lộn nút không? Như vậy nếu như các bạn giống như các bạn ấn thằng bạn các bạn vào tường, ấn vuông góc với tường thì nó không thể lún qua tường được đúng không? Nhưng mà nếu các bạn ấn nó nghiêng nghiêng so với tường và trên tường thì bôi một lớp dầu ăn thiệt là trơn, thì thằng bạn các bạn sẽ chạy dọc theo cái bờ tường. Tại vì các bạn ấn nghiêng thì sẽ có thành phần lực tiếp tuyến với bề mặt, nó đẩy thằng cu bạn của bạn lướt đi vì không có ma sát, đúng chưa? Nhưng nếu các bạn ấn vuông góc thì nó sẽ không văng ra khỏi bờ tường được. Cho nên ha, các điện tích trong kim loại nó sẽ nằm ở đâu thì nó sẽ không chạy được nữa, chắc chắn phải nằm ở bề mặt.
nó sẽ phải đẩy nhau cho đến khi tụi nó gì, tụi nó văng ra bề mặt. Và khi tụi nó ở bề mặt á, thì cần một điều kiện gì nữa để tụi nó không di chuyển dọc theo bề mặt, là không có thành phần tiếp tuyến với bề mặt, lực không có thành phần tiếp tuyến với bề mặt, mà lực bắt buộc phải vuông góc với bề mặt. Tức là khi mà các bạn đặt tụi nó ở đây thì lực tác dụng của tụi nó đang ấn tụi nó vuông góc với từng cái vị trí tụi nó ở. Đây, khi tụi nó ra đến bề mặt thì lực tác dụng lên tụi nó là những mũi tên đó, là tụi nó đang lực đang vuông góc với bề mặt hướng ra để cho nó không có chạy được, nó bị ấn dính vào bề mặt nó không chạy. Mà lực á, thì bằng E nhân Q. Vậy có nghĩa là gì? Nếu lực vuông góc với bề mặt thì cường độ điện trường trên bề mặt cũng đang vuông góc với bề mặt. Vuông góc với bề mặt. Như vậy chúng ta vừa mới lý luận một chuyện rất quan trọng. Quan trọng thứ nhất, điều thứ nhất. Khi một vật bằng kim loại nhiễm điện thì toàn bộ điện tích ra bề mặt hết. Tại vì nơi đó là nơi tụi nó sẽ không chạy được. Và kèm thêm một điều kiện nữa để tụi nó không chạy. Đó là tụi nó đã bị dính, ấn dính vào bề mặt bởi những thằng khác. Ấn dính vào bề mặt. Mà muốn ấn dính vào bề mặt thì cường độ điện trường E phải đang vuông góc vào bề mặt. Cho nên, hai điểm còn quan trọng. Một vật kim loại nhiễm điện, tất cả điện tích ra bề mặt. Ở bên trong không có điện tích. Thứ hai, khi một vật kim loại nhiễm điện thì cường độ điện trường trên bề mặt kim loại đang vuông góc với bề mặt tại mỗi điểm. Mỗi điểm. Thì cường độ điện trường nó có khác nhau trên bề mặt không? Có, khác nhau mà. Khác nhau. Có những nơi điện trường rất lớn, có những nơi điện trường rất nhỏ. Ví dụ cái hình này mà thấy. Cường độ điện trường ở đây có thể đang rất lớn, cường độ điện trường ở đây có thể đang rất nhỏ. Hiệu ứng mũi nhọn, bên này nhọn hơn bên này. Bên này trũng hơn bên này, có gì đâu. Các bạn xoay 90 độ lại có phải là trũng không? Nó giống như nước chảy ha, tập trung vào chỗ trũng nhiều hơn. Và các bạn thấy nè ha, lưu ý. Kết luận, định lý Gauss cho chúng ta những kết luận sau này. Khi một vật bằng kim loại nhiễm điện, vật đó sẽ chứa điện tích chỉ trên bề mặt. Chỉ trên bề mặt, nhớ nha. À. Thứ hai, cường độ điện trường trên bề mặt của vật kim loại nhiễm điện vuông góc với bề mặt tại mỗi điểm. Và tất cả những cái điều này đang đến từ một tính chất rất quan trọng của kim loại hay là vật dẫn. Đó chính là các điện tích có thể tự do di chuyển. Quay sang điện môi. Đây cái bút này. Các bạn chà nó nhiễm điện. Nhưng mà điện tích trên cái bút này có chạy lung tung được không? Không. Tại vì đó là vật cách điện mà. Điện tích ở đâu thì ở đó. Nên người ta nói là điện tích trên này là định xứ. Định xứ tức là xác định. Xứ là nơi, vị trí. Xác định vị trí. Các bạn đã chà nó ở chỗ cái mũi đỏ này thì nhiễm điện chỉ ở mũi đỏ thôi. Không nhiễm điện ở đây. Điện tích ở đây có chạy sau này được không? Không. Vậy thì khi nó không chạy được thì tất cả những bức tranh của vật dẫn mang điện không dùng cho thằng này được. Vật dẫn mang điện, tất cả điện tích ở bề mặt. Một vật cách điện mang điện có thể chứa điện tích bên trong không? Có. Tại vì ngoại trừ các lực điện, nó còn có lực liên kết với hạt nhân, nó giữ các điện tích đứng ở yên, không cho chạy. Cái bức tranh mà chúng ta vừa nói với vật dẫn sai hoàn toàn với một vật cách điện. Vật cách điện có thể chứa điện tích bên trong không? Có. Vật cách điện có tạo ra cường độ điện trường E vuông góc với bề mặt tại mỗi điểm không? Không. À, không. Đồng ý không? Quay trở lại vật dẫn. Vậy nếu như tôi xét một vật dẫn, tất cả điện tích đang nằm ở ngoài bề mặt. Vậy nếu tôi lấy một mặt gau bất kỳ kín ở bên trong bề mặt, cái mặt gau này của tôi này, à, cái mặt kín của tôi này, có điện thông xuyên qua nó bằng mấy? Bằng không. Điện thông xuyên qua nó bằng không. Vì sao bằng không? Tại vì điện thông theo định lý Gauss nó bằng tổng điện tích chứa bên trong mặt đem chia với epsilon không. Mà ở đây không có điện tích bên trong, cho nên E này đó, điện thông là bằng không. Vậy điện thông nó sẽ bằng không khi nào? Trong cái mặt này, điện thông nó sẽ bằng không khi, các bạn nhìn, điện thông nó là tổng của E tại vị trí thứ nhất, S tại vị trí thứ nhất, E tại vị trí thứ hai nhân S ở vị trí thứ hai, E tại vị trí thứ ba nhân S ở vị trí thứ ba. S1, S2, S3, Sn có hết. Tại vì chúng ta lấy cái mặt nhỏ này mà chúng ta chia ra thì nó có những diện tích S1, S2, S3, S4, S5, S6 và xung quanh này.
Nhưng mà E1 nhân S1 cộng E2 nhân S2 cộng E3 nhân S3 cộng E4 nhân S4 bất chấp cái mặt chúng ta đều phải bằng 0. Nó chỉ xảy ra trong một trường hợp duy nhất. Nếu như M nhân X1 cộng N nhân X2 cộng cộng P nhân X3 cộng O nhân X4 cộng Q nhân X5 cộng vân vân mà bằng 0 với mọi X1, X2, X3, X4, X5, X vân vân vân. Nó chỉ xảy ra đúng một trường hợp là M, N, P, Q bằng 0 hết. Hay nói đúng hơn ha. Ở bên trong cái vật dẫn điện, điện trường bằng không, điện trường bằng không, không bao giờ có điện trường bên trong một vật dẫn kim loại. À, vậy thì đối với vật dẫn, vật cách điện thì sao? Điện trường bên trong có không? Có. Tất cả gì các bạn kết luận cho vật dẫn sai hết với vật điện một, sai hết. Tại vì tụi nó khác nhau một điều cơ bản, đó chính là điện tích, tính tự do của điện tích. Kim loại thì điện tích chạy thoải mái và vì thế tụi nó phải chạy ra pin. Còn điện tích trong cái chất điện môn thì nó bị định xứ, nó bị giữ cứng ngắc tại chỗ. Nó bị giữ cứng ngắc tại chỗ. Nó giống như các bạn thôi. Nếu các bạn mà sống quá tự do, bố mẹ chửi cái là bỏ nhà đi, chạy hết. Mỗi đứa con được chạy hết, chửi câu là chạy hết, nhiễm điện cái là chạy hết. Thi lý giữa kỳ 3 điểm bố mẹ mới nói nhẹ câu dốt thế phải bỏ nhà ra đi. Thì cái đó gọi là tự do một cái thái quá. Nhưng mà có những đứa bị định xứ tức là không chạy đâu được hết. Bố mẹ chửi một câu thì khóc, vừa khóc vừa ngồi ăn, nhưng vẫn khóc, vẫn ngồi ăn, vẫn ở trong nhà, vẫn đứng yên ở chỗ đó không chạy đâu được. Các bạn bị định xứ rồi. Đồng ý không? Các bạn bị định xứ. Đó cái ví dụ thôi. Nên tất cả những các bạn kết luận cho vật dẫn thì nó sai hết với vật. Vật một. Các bạn nào đang bật mic à? Bạn xoa ra một mic này. Okay. Rồi. Nó tóm lại ha. Ý nghĩa của điện lực lật gau khá hay. Và nó dẫn các bạn đến rất nhiều kết luận. Chọn học kỹ thì mình phải hiểu cái chuyện đó. Và nếu như điện trường ở bên trong một vật dẫn kim loại mà không, không tồn tại thì nó dẫn đến một cái hệ quả này. Các bạn đã bao giờ gọi điện thoại mà vô trong thang máy mất sóng? Là bởi vì thang máy nó chính là một vật dẫn bằng kim loại. Và một vật dẫn bằng kim loại. Cho nên điện trường bên trong không tồn tại. Từ bên ngoài đánh vào là không có đi vào trong được. Các bạn muốn gọi điện là các bạn phải có sóng điện từ từ ngoài vào. Mà sóng điện từ là bao gồm từ trường và điện trường. Điện trường là chắc chắn không vào được rồi. Cho nên các bạn hay bị mất sóng trong thang máy là vì vậy. Hoặc ví dụ các bạn ngồi trong cái xe máy, xe hơi đi. Các bạn ngồi trong xe hơi, các bạn đi với trời mưa. Sét đánh. Đánh trúng cái xe hơi thì các bạn có chết không? Không. Dòng điện sẽ chạy ngay trên bề mặt của xe hơi, chạy xuống đất. Chứ nó không chạy vô trong xe hơi. Các bạn không bị điện giật chết. Tuy nhiên ha, cái ví dụ xe hơi vừa rồi rất nhiều thầy cô dùng để nói cho các bạn rằng là điện tích chỉ tồn tại trên mặt ngoài của vật dẫn điện. Thì cái đó là sai nha. Cái ví dụ vừa rồi nó chỉ được giải thích bằng hiện tượng cảm ứng điện từ thôi. Nhưng mà rất nhiều người dùng để nói cho các bạn điện tích khi đi qua vật dẫn kim loại thì nằm ở mặt ngoài. Đó sai nha. Tại vì nếu các bạn có một sợi dây đồng kín, đồng đặc cho dòng điện chạy qua thì dòng điện nó vẫn chạy bên trong lẫn bên ngoài. Chỉ khi dòng điện xoay chiều chạy qua thì nó mới chạy bên ngoài, bên trong không có dòng điện. Thì được cảm ứng điện từ. Nhưng mà nói tóm lại, các bạn ngồi trong xe hơi thì các bạn không bị sét đánh chết. Chắc chắn. Các bạn chỉ bị nướng chết thôi. Tức là sét nóng qua giống như lò nướng nha. Nó giống như làm xe hơi nó nóng lên thì các bạn chết trong đó vì bị nướng chứ không phải là vì bị sét đánh. Nhưng mà dù sao cho nữa đừng có chạy ra ngoài đường nha. Trời đang mưa mở cửa ra rồi tung tẩy lãng mạn đồ. Khi mà các bạn đang trời mưa là mặt đất nó chính là một vật dẫn. Các bạn chạy ra ngoài thì các bạn là cái mũi nhọn của vật dẫn. Nơi đó điện trường sẽ rất là lớn. Nơi đó là nơi mà điện tích sẽ tập trung nhiều. Nơi đó là nơi sét đánh dễ nhất. Cho nên là trời mưa thì nằm yên ở trong xe hoặc là nằm sấp xuống trên mặt đất để các bạn cân bằng cái trạng thái mũi nhọn của các bạn trên mặt đất. Các bạn tránh bị hiện tượng là cái cột thu lôi. Nhưng tất cả những cột thu lôi mà thế hệ cũ là đều có cái dạng mũi nhọn. Sau này thì người ta làm hình cầu bởi vì cũng không có nhất thiết phải làm mũi nhọn. Riêng hình cầu mà nó cao nhất thì nó cũng là cái mũi nhọn của mặt đất chỗ đó rồi. Hình cầu thì xác suất đánh trúng cao hơn. Đó, những cái ví dụ về ý nghĩa của điện luật Gauss trong cái phần điện, điện tích này. Rồi chúng ta thử đi qua một số bài tập nhỏ nha về tính cường độ điện trường và ứng dụng điện luật Gauss vào tính cường độ điện trường nhé các bạn. Chúng ta sẽ mô tả một số cái bài trong sách các bạn, một số cái ví dụ trong sách các bạn rất là hay. Sợ các bạn không bao giờ chịu đọc thôi.
Đây. Ủa, bây giờ các bạn chat gì à? Không để ý à? Đây, chúng ta sẽ nói về cái cách mà chúng ta tính cường độ điện trường gây ra tại một điểm bởi những cái cấu trúc, bởi những cái vật mang điện khác. Chúng ta bắt đầu từ cái bài đơn giản nhất này. Đây là cái ví dụ mẫu trong sách các bạn. Đây, một cái bài như thế này. Các bạn thấy nè, nếu như đây là một vật, một điểm nằm trên trục của một cái đường tròn. Đây cái ví dụ ha, chúng ta dùng cái ví dụ này để mô tả cho một số bạn mà chưa nắm được luôn. Chúng ta có một cái điện tích điểm Q nằm ở tâm vòng tròn. Và chúng ta có một cái vòng tròn với cái sự nhiễm điện là đều, tổng lượng điện tích là trừ Q. Người ta hỏi các bạn là tính cường độ điện trường tại một điểm ở đây nằm trên trục và cách cái điện tích ban đầu một khoảng là h một tích nào đó. Thì nếu không có cái vòng tròn này thì dễ ha, nếu không có vòng tròn này thì có phải chính là mỗi một cái điểm chỗ này đều chỉ do cái điện trường hàng quy này gây ra, như vậy nó chỉ là k quy chia r mình là xong, thêm cái dấu thêm cái hướng là xong. Nhưng mà tại cái chỗ này nó có bao nhiêu điện trường? Đầu tiên nó là điện trường cho thằng này gây ra, thằng quy này gây ra, hướng lên tính được một cái. Thứ hai là điện trường do cái vòng này gây ra, mà cái vòng này á là một vật có kích thước. Các bạn có dùng cái định lý Gauss để tính F rồi tính E được không? Không, tại vì cái định lý, không phải định lý Gauss mà định lý phương trình Coulomb, công thức Coulomb. Công thức Coulomb nó chỉ đúng với định tích điểm, mà cái vòng này có mấy đứa là nó không phải định tích điểm, nó không phải định tích điểm. Vậy bây giờ phải làm sao để giải cái bài toán này? Làm sao để giải bài toán này? Trong sách á, thì người ta chia này. Cái vòng này của bạn nó không phải là định tích điểm, vậy làm ơn các bạn chia nó ra thành định tích điểm giúp tôi nữa. Chia nó là như thế nào? Chia nhỏ nó ra thôi chứ có gì đâu, chia nhỏ nó ra bằng cách là đây, chúng ta lấy một cái đoạn diện tích DL chỗ này, tôi chia, tôi băm cái vòng thành những cái đoạn DL bé xíu xíu dọc theo vòng. Mỗi một cái đoạn nên là bé xíu trên cái vòng thì nó ứng với cái góc bên trong này, góc d alpha, góc nhỏ kéo vô tâm, thì chiều dài dl, chiều dài cái cung là nhỏ này, dl thì bằng r nhân với d alpha bằng r d alpha. Cho nên á, mỗi một cái đoạn nho nhỏ dl này nó chứa lượng điện bao nhiêu, trừ q trên toàn bộ vòng tròn trừ q. Vậy thì một đoạn dl chứa bao nhiêu? Trừ quy chứa trên một chu vi, tức là lấy trừ quy chia cho 2 pi r. Đây, công thức này nó phải biết rồi, sao nó không cho tôi sửa. Đây, tôi bổ sung cái chỗ này nhé. À, cái file này không cho tôi sửa. Thì cái trừ quy này là chia cho 2 pi r rồi nhân với chiều dài dl của cái cung. Thì dl này nó bằng là r nhân với d alpha. Trên đâm ra cái này là 2 pi r lớn nhân với r lớn d alpha thì mất cái r, còn lại là trừ quy chia cho 2 pi nhân với lại d alpha. Đây là điện tích ở chỗ cái vòng này. Bạn nhìn, điện tích ở chỗ cái khung nhỏ nhỏ này. Thì điện tích là điện tích âm, cho nên dE của cái điện tích này, tức là cái điện trường gây ra bởi điện tích dL, là nó nối trên cái đường nối, nằm trên cái đường nối giữa cái điểm khảo sát với cái điện tích. Bây giờ dL là điện tích điểm rồi, tại nó nhỏ thì điện trường của nó gây ra nằm trên cái trục này và hướng về cái DL. Lý do tại sao không hướng ra mà lại hướng vô là bởi vì DL chúng ta mang điện tích âm do cả cái vòng nhiễm điện âm, cho nên mỗi một cái DL này đang tạo ra một cái DE. Độ lớn DE tính được không? Đây, độ lớn DE 1 trên 4 pi trừ quy là bởi vì cái hình cầu, cái đường tròn này có nhiễm điện là trừ quy nha. Trừ quy là bởi vì cái vòng tròn các bạn nó nhiễm điện âm chứ mình nhiễm điện dương. Được chưa? Được chưa Đạt?
Đó. Cho nên ha, cái độ lớn của DE này, cái độ lớn này sẽ được tính như nào? Nó tính là một, tức là K này, cái này là K. K nhân Q chia cho R bình, mà Q ở đây là DQ thôi. DQ chia cho R bình. R ở đây là không phải R lớn này nha, R lớn là bán kính vòng tròn. Còn R này là khoảng cách đến điểm khảo sát là từ đây đến đây. Thì R bình của bạn á, nó bằng là Pythagore thôi, R lớn bình cộng với X bình. Được chưa? Chúng ta ít nhất cũng thấy được là cái độ lớn DE này là không đổi này. Với mọi cái tên L chỗ này thì cái DE này độ lớn là không đổi, chỉ có điều nó nối nha, nó nằm như này xong chỗ khác nó nằm như này, chỗ khác nó nằm như này, chỗ khác nó nằm như này, tức là hướng nó đổi, phương chiều nó đổi, chứ may quá độ lớn nó không đổi, tại vì cái này là hằng số. DQ thì giống nhau hết, chia đều mà giống nhau hết, còn R bình thì giống nhau hết, nhưng mà không có cộng vậy được, bởi vì các cái vector này nó sẽ nằm như này, nó xoay thành cái nón. Và chúng ta thấy là nếu như chúng ta cứ thế chúng ta tích phân cũng hơi cực, tại vì nếu chúng ta muốn tích phân á, là cái DE các bạn phân ra ba trục DE theo x, DE theo y, DE theo z, các bạn cộng hết lại theo x y z hơi cực. Chẳng thà nhờ cái tính đối xứng mà tôi phát hiện ra, nếu tôi lấy đối xứng bên này, đối xứng qua tâm một cái đền L khác nằm bên kia, thì cái tính đối xứng nó cho chúng ta biết được rằng là cái DE do cái thằng này gây ra nó có hướng như này, hai thằng này về cơ bản là đối xứng qua trục, bạn tưởng tượng được nó đối xứng qua trục, cho nên là về mặt độ lớn là tụi nó bằng nhau, hướng là đối xứng qua trục, nên hai cái thằng DE này không biết sao mà vẽ được, tính được hai cái DE này của các bạn là nó cộng lại thì vector tổng là vector xuôi theo trục. Vì vậy các bạn đừng có chia theo từng cái mà các bạn nên chia đối xứng hai bên. Như vậy cái e từng cặp cộng lại nó sẽ nằm trên trục, nó sẽ nằm như vậy. Do hai cái vector DE hai bên đó, là nó đối xứng với nhau như vậy. Các bạn thấy camera của thầy không? Thì nó đối xứng với nhau như vậy, nên e từng cặp là nằm trên trục. E của cặp thứ nhất trên trục, e của cặp thứ hai trên trục, e cặp thứ ba cũng trên trục, e cặp thứ tư trên trục. Cho nên tổng cái e do cái vòng tròn gây ra là nằm trên trục, tức là nó ngược chiều với và hướng xuống ha, là nó ngược chiều với cái e của cái điện tích ở dưới này gây này. Nên nếu các bạn tính được cái độ lớn của cái e nằm trên trục này, thì các bạn lấy cái e của điện tích đó trừ cho nhau là xong, là xong. Bài toán nó chỉ đơn giản vậy thôi. Vậy bây giờ làm sao để tính được cái DE nằm trên trục đó? Thì bây giờ mỗi cặp đều có cái DE thì bạn cộng lại thôi, chứ có gì đâu, các bạn tính từng cái DE một bạn cộng lại thôi. Đây, DE theo trục x, trục x là trục đứng nha, mình thường hay gọi là trục z, bây giờ người ta gọi trục x. Chúng ta thấy là chúng ta chỉ cần khảo sát cái thành phần hình chiếu của e này đến trục x, cộng hết cái đống hình chiếu lại là xong. Tại vì theo trục y với theo trục z là bằng bằng không, cộng chắc chắn bằng không, đối xứng. Cho nên các bạn chỉ cần lấy cái DEV này, các bạn tính là trục x, rồi các bạn cộng hết vòng tròn lại. Vậy trên DEX là bằng DE nhân cos beta, cos beta là góc này, đây là góc beta. DE này chiếu lên đây, nhân cos beta là các bạn sẽ có một cái, mà cos beta này là hằng số nha, bởi vì cái beta này là góc không đổi, đây cos beta bằng x chia cho r nhỏ, beta bằng x, cos bằng x chia cho r nhỏ, cho nên nó không đổi. Do đó cho nên ha, DE cos beta, DE là cái gì, là cái đống này không đổi, không đổi, không đổi, thấy không? À quên, và x cũng không đổi, và r cũng không đổi. Nên khi cái tích phân lại á, thực ra cuối cùng các bạn còn mỗi tích phân DQ này, hoặc là nếu các bạn viết cái DQ theo cái công thức ở trên này, thì các bạn có cái là nguyên một cái đống này là hằng số, còn mỗi đen phải. Vậy thì các bạn cộng là cộng cộng hết cái đống đó lại, cộng hết đống đó lại, thực ra còn mỗi cái tích phân cái đen phải, tất cả những cái đâu phải biến số đâu, và cộng như thế nào, cộng hết lại, cộng hết cái vòng tròn, thì từng cái góc nhỏ đi alpha cộng, tức là cộng cộng thì ra alpha, alpha chạy từ đâu đến đâu, chạy từ không cho đến 2 pi, chạy hết cái vòng tròn đó đúng không? Thì cái tích phân thì các bạn đơn giản nó chỉ ra 2 pi thôi, chạy cộng hết cái vòng tròn thì nó ra 2 pi, nên đáp án của nó cái đáp án này có đúng không? Chứ coi lại 2 pi, 2 pi thì đơn giản này. Trên đây chính là cái thành phần e do cái vòng gây ra và nó hướng xuống, còn e do cái điện tích gây ra thì hướng lên, cho nên tổng là cộng hai cái này lại, thì nếu xét chiều dây là chiều dương thì là lấy cái điện tích đem trừ cho cái vòng tròn,
thì biến đổi biểu thức thì nó ra như vậy, kiểu kiểu. Cho nên khi mà các bạn học sang cái phần mà phần phần tĩnh điện đại cương mà bắt các bạn tính với cái này, các bạn sẽ sốc thật. Cái chương điện này là một trong chương mà gây sốc nhanh nhất cho các bạn, tại vì biết sao không? Lần đầu tiên các bạn sẽ phát hiện ra cái phép tích phân nó khá phức tạp. Nó phức tạp không phải vì toán, nó phức tạp không phải là đến chỗ này không biết tích phân, cái dòng này mà không biết tích phân là các bạn xong rồi. Cái phức tạp á là làm sao để ra được cái này, làm sao để chia được như trên này, rồi làm sao để tính toán cộng trừ đối xứng để ra cái đống này, rồi bắt đầu mới tích phân. Cái khó không phải là tích phân, cái khó là dựng ra được công thức để tích phân. Nhưng mà rất may á, trong cái phần đại cương á, đại cương á, thì các cái vật người ta cho thường có tính đối xứng, hoặc những vật có cái cấu trúc khá là đẹp để tích phân, khá là đẹp để tích phân, khá là đẹp để chia, khá là đẹp để chia. Thì chia làm sao cho khéo thôi, bây giờ chỉ còn vấn đề là chia làm sao cho khéo thôi. Chia làm sao để cho kiểu nhìn thấy được cái tương lai của mình thôi, nhìn thấy được cái việc là mình sẽ qua môn thôi. Đó. Thì cái đó phải kỹ năng rồi. Có ai có thắc mắc gì đoạn vừa rồi không? Mấy đứa hay là choáng rồi, cảm thấy cuộc đời không còn hy vọng nữa. Có ai có thắc mắc gì về đoạn vừa rồi không? Hello. Dạ đang bị choáng thầy ơi. Mấy đứa đọc sách bài tập có bao giờ mấy đứa xem mấy cái bài ví dụ này không? Thường thầy ít khi thầy giảng bài ví dụ lắm, bởi vì thầy nghĩ là mấy đứa có sách rồi mấy đứa sẽ đọc, nhưng mà hóa ra là mấy đứa không đọc. Khá nhiều đứa tâm sự với thầy là em chả bao giờ đọc mấy cái ví dụ này cả, trong khi thực ra tất cả những bài toán trong sách mấy đứa nằm trong ví dụ này hết. Đi thi không có thầy ơi. Hả? Ai nói không có? Đi thi không có ạ. Em nói không là không có ạ. Đó, đi thi mấy cái bài này, bài trong trong bài ví dụ này hơi bị nhiều, ứng dụng của nó hơi bị nhiều ạ. Đúng rồi, bọn em phải đọc ví dụ, bởi vì ví dụ nó dạy cho bọn em cái cách để chúng ta chia, cách để chúng ta tính toán. Đây là một cái bài mà các bạn nên nên tìm hiểu. Đây là bài ví dụ 3, là bài bài rất quan trọng, bài cực kỳ quan trọng luôn. Một sợi dây dài vô hạn có mật độ điện tích là lambda trên mỗi một đơn vị chiều dài. Thực ra chúng ta có cái gọi là sợi dây dài vô hạn không? Không, chúng ta chả có cái gì gọi là vô hạn. Bởi vì nếu một sợi dây dài vô hạn đó, mà mỗi một đơn vị chiều dài đều có điện tích đó, thì cái tổng điện tích trên sợi dây là vô hạn. Cái đó vi phạm cái nguyên lý của vũ trụ. Nhưng mà ví dụ chúng ta có sợi dây dài 5 cm và các bạn đang khảo sát được một điểm cách nó 3 micromet, thì đúng đó, lúc đó thì các bạn sẽ thấy là nó rộng vô hạn. Nó giống như con kiến đó. Con kiến bò ở sân trường đại học Bách Khoa, thì đối với con kiến thì trường đại học Bách Khoa là rộng vô hạn. Nếu một ngày mà các bạn đưa con kiến lên trực thăng bay lên trời, thì lúc đó trong mắt con kiến nó không còn vô hạn. Giống như kiểu mà các bạn bây giờ các bạn cảm thấy môn lý là không thể qua được. Nếu một ngày các bạn lên năm 3, năm 4, các bạn nhìn lại thì các bạn sẽ thấy thực ra cái môn này là môn dễ qua nhất. Dễ qua nhất. Một trong những môn dễ qua nhất, tôi chọn. Lấy 9 chấm, 10 chấm thì khó, thiệt, khó. Các bạn muốn lấy 9 chấm, 10 chấm thì các bạn phải phải có một nền tảng, cộng với cộng phải rất chăm. Còn qua môn thì dễ, qua môn thì có gì đâu khó. Nhưng mà học đại học thì không phải để qua môn. Rồi xét một điểm M nằm ở đây. Và chúng ta, người ta hỏi là xác định phương chiều và độ lớn của điện trường gây ra một sợi dây này trên địa điểm chúng ta khảo sát. Thì ở đây người ta vẽ, các bạn, người ta vẽ trên một bài toán tổng quát nha, là sợi dây này không dài vô hạn, sợi dây này giả sử dài từ đây đến đây với cái đường nối đến điểm, đường nối đến một đỉnh là góc alpha 1, đường nối đến đỉnh thứ hai là góc alpha 2, góc alpha lấy ở ngoài nha, các bạn nhìn nè. Và nhiều bạn lấy quên là lấy alpha trong rồi nè. Alpha là lấy từ đây chạy đến sợi dây và chạy sang phải nha, đến sợi dây chạy sang phải, đến sợi dây chạy sang phải, hoặc là đến sợi dây chạy sang trái, phải nhất quán. Từ điểm chạy đến sợi dây chạy sang phải thì góc này góc alpha, từ đây chạy đến đầu này chạy sang phải. Tức là giải bài toán tổng quát đó nha, là sợi dây chúng ta không dài vô hạn, sợi dây có chiều dài sau đó
miễn sao cái góc bên này là alpha 1, góc đầu nối với đầu kia là alpha 2. Thì bài toán này cũng tương tự. Nếu sợi dây thực sự là dài vô hạn là các bạn, dễ lắm, các bạn hạ vuông góc xuống, các bạn lấy hai điểm hai bên đối xứng, từng cặp đối xứng sẽ cho cái e như thế này, cái e tổng quát sẽ vuông góc với dây. Còn bây giờ chúng ta giải bài toán không không vô hạn trước này. Tôi chia sợi dây thành từng đoạn dn l, tôi lấy đoạn một đoạn dn l chỗ này đi, dn l chỗ này đang có cái khoảng cách đến cái điểm chúng ta là r, nên dn l này sẽ gây ra một điện trường e theo hướng như thế này, giả sử lambda dương thì e hướng này. Lát hồi á, là tôi phải cộng tất cả những cái e từ các cái dn l này đến, mà các cái vector này nó thay đổi hướng liên tục, cho nên khi tôi muốn cộng thì tôi sẽ cộng hết theo x, rồi sau đó tôi cộng hết theo y, tôi sẽ ra được thành phần theo x tổng, sẽ thành phần theo y tổng, rồi tôi cộng lại. Như vậy ha, có e, tôi tính e x, tôi tính e y. Thì e x và y nó chẳng phải là hàm số của một cái biến số gì đó mà tôi chọn để tôi cộng. Vậy bây giờ tôi chia là chia sợi dây thành những đoạn rất ngắn, dn l. Mỗi đoạn rất ngắn này sẽ có nhiễm một lượng điện là lambda dn l. Bởi vì cái mỗi một đơn vị chiều dài á, thì mật độ điện là lambda, thì chiều dài dn l thì sẽ là lambda nhân dn l. Như vậy á, khi mà chúng ta chia đủ nhỏ thì dn l thành điện tích điểm, nó sẽ gây ra cường độ điện trường e tại đây là k nhân với q chia cho r mình r đây, các bạn phải vẽ cho kỹ nha. R. Vậy thì làm sao để biến đổi biến số, đây là một cách thôi nha. Đây là một cách thôi. Các bạn thấy là giả sử như đây là góc alpha đi. Đây góc alpha đi. Và cái khoảng cách từ cái điểm này đến cái bề mặt này là khoảng cách y nào đó. Từ đây đến bề mặt, giả sử là khoảng cách y, nó h nào đó. Thì nl là từ đây nè, đến đây. Dn l là đoạn này. Thì nl là từ cái gốc tọa độ đến cái điểm nó sẽ. Nl thì có phải là y nè chia cho l. Y nè chia cho nl. Thì có phải chính là bằng tan góc bên trong này không? Tan góc bên trong này. Tưởng tượng được các bạn. Mà tan góc bên trong này á, thì nó là tan của 180 độ từ góc ngoài. Mình khảo sát cái góc từ góc ngoài. Cho nên là đạo hàm của nl thì bằng đạo hàm của y đem chia cho tan của 180 độ từ alpha. Tức là trừ tan alpha, chỗ này là trừ tan alpha. Mà đạo hàm của trừ tan á, thì nó ra như một trên sin bình, đạo hàm của trừ tan ra một trên sin bình nhân với d alpha. Qua rồi nhỉ, góc alpha đây, đúng rồi. Chúng ta thấy nè, đây là cái biến đổi cái biến số dl theo d alpha. Đạo hàm dl thì bằng là y chia cho sin bình alpha nhân d alpha. Lưu ý cái đó thôi nha. Tại vì tôi muốn tích phân theo alpha chứ tôi không phải là muốn tích phân theo l. Thì tôi thế vào thế này, thế vào cái biểu thức này lại. Khi tôi thế vào cái biểu thức này lại, thì tôi có cái gì? Đây nè, thế vào. Thì phía sau nó ra như thế này. Thì đưa cái sin bình xuống nha. Đưa sin bình xuống, R chúng ta có gì? R bình, R đây nè. R, còn đây là Y. Y chia cho R thì bằng sin của góc bên trong. Tức là bằng trừ sin của góc bên ngoài. Đây nè. Đưa xuống ha. Sau đó chúng ta có nè, Y chia cho sin bình. Y chia sin bình. Đấy, chúng ta biến đổi một R thì bằng là Y chia sin bình. R thì Y bằng Y chia sin. Thì chúng ta biến đổi một cái, chúng ta sẽ ra cái biểu thức DE là như này. Biểu thức rất là đẹp nha. Biểu thức này rất là đẹp. Biến đổi xong rất là đẹp. Hằng số này. Hằng số này. Hằng số này. Còn mỗi cái D alpha. Vậy thì tôi chỉ đơn giản cộng thôi. Cộng từ alpha 1 đến alpha 2. Như vậy E độ lớn là như thế này. Nhưng mà e độ lớn đó, nó khác với là e theo x theo y, bởi mình không thể cộng độ lớn mà mình cộng vector, cho nên tôi phải tính e x bằng nhân cos, e y bằng nhân sin, bạn thấy không? Sau đó chúng ta mới tích phân e x tích phân e y theo alpha. Đó, lý do chúng ta phải chia ra là bởi vì e của chúng ta nó đổi hướng liên tục, cho nên chúng ta phải tính e x e y nhân với cos alpha, sin alpha. Thì từ đó chúng ta tích phân thôi. Nếu sợi dây là dài vô hạn thì các bạn tích phân từ góc nào đến góc nào. Dài vô hạn thì cái đầu này của bạn nó sẽ là 0. Đầu này của bạn là 180 độ. Tích phân từ 0 đến pi. Còn nếu mà dài với độ dài mà nó cái góc này là 30 độ, góc kia là 120 độ, thì bạn tích phân từ 30 đến 120. Tích phân theo x trước, tích phân theo y sau. Nếu bạn tích phân theo x theo y thì bạn sẽ thấy là nếu sợi dây dài vô hạn mà bạn tích phân cái dx này,
tích phân nó và lấy cận từ 0 đến 180 độ thì x bằng 0. Tích phân thử là biết, tại vì cái phương trình này giờ dễ lắm rồi. Còn theo y á, tích phân được ra số 2. Nhưng mà chúng ta thấy nè, cuối cùng chúng ta sẽ có một cái giá trị. Cái này có cái gì nó không đúng chỗ này. Chỗ này là 1 phần 2 chứ không phải là căn 2. Chỗ này có cái gì nó không đúng. Còn à đây là cái sợi dây từ, sợi dây này là sợi dây nửa, nửa sợi dây dài vô hạn. Còn nếu là sợi dây thực sự dài vô hạn thì tích phân từ 0 đến pi. Còn sợi dây mà ngay cái điểm nằm ngay trên đỉnh chỗ này chiếu xuống, cái dây nằm đây và cái một đầu của dây chiếu đến cái điểm này, thì cái e của bạn nó sẽ có cái góc, e x sẽ có giá trị, e y sẽ có giá trị. Như vậy các bạn thấy nè, những cái vật, những cái vật mà các bạn có sự phân bố điện tích một cách liên tục thì làm sao để có thể cộng? Chỉ có một cách duy nhất thôi, là các bạn phải vẽ ra, các bạn tính toán, các bạn đổi biến, các bạn cộng. Cộng là cộng tích phân, bởi vì phân bố là liên tục thì bắt buộc phải cộng tích phân, không có cách nào để cộng rời rạc được. Đó là chắc chắn. Đó là chắc chắn. Thì bây giờ làm sao để tích phân thì các bạn phải biết cách chia. Làm sao để biết cách chia? Thì bây giờ nếu không biết ngay từ đầu, không có cảm xúc ngay từ đầu thì các bạn đọc sách, tìm xem trong sách người ta dạy các bạn chia làm sao. Và sau đó suy ngẫm về cách người ta chia thì các bạn sẽ thấy là sẽ có cách để bạn tính toán. Rồi, đây ví dụ, những cái bài ví dụ này các bạn có thể chịu khó đọc thêm trong sách nha, xem cái cách người ta chia và cách người ta tính toán. Nó không quá khó, nó không quá khó, nhưng nó lạ, nó lạ, nhớ nha. Vậy bây giờ nè, nếu như không phải là những vật có kích thước cụ thể mà là những vật có tính vô hạn hoặc những vật mang tính đối xứng mạnh, thì chúng ta có công cụ nào để làm? Có. Chúng ta có một cái công cụ, đó chính là định lý Gauss. Chúng ta có một công cụ, nó gọi là định lý Gauss để dùng. Lưu ý, định lý Gauss của các bạn có thấy như vậy? Ok, slide lên rồi. Lưu ý này, định lý Gauss không dùng cho mọi trường hợp, chỉ dùng cho có vài trường hợp. Một, vô hạn. Hai, đối xứng cực mạnh. Tại sao? Đây nha, nó làm một bài như này. Nó cho một sợi dây dài vô hạn. Một sợi dây dài vô hạn chứa trong nó một điện tích với mật độ là lambda, giống y như bài này. Tính cường độ điện trường tại một điểm chỗ này, cách sợi dây một đoạn là y hay một đoạn là h gì đó, cái loại này. Làm sao tính? Thứ nhất, bài toán này thì dùng được sợi định lý Gauss vì sợi dây này dài vô hạn. Sợi dây mà không dài vô hạn thì tôi không dùng phương pháp này. Thứ nhất, phân tích định lý Gauss một tí. Đây là định lý Gauss này. Điện thông xuyên qua một mặt kính bằng tổng lượng điện tích chứa bên trong chia cho hằng số epsilon 0. Và đây chính là lý do tại sao chị dùng định lý Gauss trong những bài toán một ít, rất ít trường hợp. Ví dụ sợi dây dài vô hạn dùng được. Vì sao? Ở đây nè các bạn, mấy phải này không có gì để nói. Mấy phải này không có gì để nói. Các bạn lấy một mặt kính, các bạn bao sợi dây lại. Giả sử các bạn lấy một cái mặt, cái mặt mặt trụ ha, có chiều cao là h, thì các bạn bao được một đoạn điện tích là h nhân lambda. Các bạn không thích đúng không? Các bạn dùng một cái mặt elip chiều cao là h. Đây, bao từ mặt dưới đến mặt trên. Các bạn cũng đang bao được một điện tích giống hệt như cái mặt trụ vừa rồi. Giống hệt như mặt trụ vừa rồi. Và các bạn cũng đang bao được một lượng điện tích là lambda nhân h. Cái mặt trụ cao chiều cao là h. Hay các bạn dùng một mặt elip đối xứng cũng đang bao một cái điện tích là nhân lambda. Cái vế phải không có gì để bàn. Cái quan trọng là vế trái. Cái đoạn sau đây các bạn lưu ý một chút ha. Vì nó là cái logic rất quan trọng trong cái chương này. Cái mà thầy muốn tính chỉ là e tại đây thôi. E tại cái điểm M này nè. Thầy không có muốn tính cái điểm khác. Nếu thầy lấy một mặt trụ
thì là thầy đang lấy rất nhiều điểm M. Nếu thầy lấy một điểm elip, đường elip, thầy cũng đang lấy một điểm, một cái mặt rất nhiều điểm M khác nhau. Cái vế trái này nè là E tại E1 DS1 tại chỗ M là cái mình cần tính. E2 DS2 tại điểm N, cái mình không cần tính. E3 DS3 tại điểm P, cái mình không cần tính, tại vì cái tôi muốn tính là cái này. Cho nên á, cái vế trái thực ra là E1 DS1 cộng E2 DS2 cộng E3 DS3 cộng E4 DS4 cộng vân 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 cộng đến vô cùng. Nhưng mà thực ra cái tôi cần tính là cái E1. Vậy thì cái phép cộng đó, nếu các bạn dùng cho cái hình elip này thì nó có ra vế phải không? Vẫn ra vế phải. Các bạn dùng cho cái mặt trụ nó có ra vế phải không? Nó vẫn ra vế phải. Nhưng hình elip này, này mọi điểm M khác nhau. Điểm này nó khác. Điểm ở chỗ này, này nó khác với điểm chỗ này. Nó khác với điểm chỗ này. Đâu có gì đảm bảo các cái điểm trên cái mặt này nó giống nhau. Không gì giống nhau. Nhưng nếu như thầy lấy cái mặt trụ, vì sao thầy lấy mặt trụ? Bởi vì cái sợi dây này, nếu thầy thấy một mặt trụ bao quanh nó, cắt nó, lấy nó làm trục, thì mọi điểm trên mặt trụ thực ra là giống hệt nhau. Vì sao giống hệt nhau? Tại vì đối xứng, nó là đối xứng trục. Mọi điểm trên cái mặt trụ đó thực ra giống hệt nhau. Cái điều gì đang xảy ra với điểm này, nó sẽ xảy ra với điểm bên kia y chang. Tại vì các bạn chỉ cần xoay sợi dây cái là xong. Đúng chưa? Cho nên thầy lấy một mặt trụ rỗng. Nhưng cái mặt này có phải mặt gâu không? Không, nó chưa phải mặt gâu. Vì nó chưa kín. Vì nó chưa kín, nếu thầy thấy chỉ một cái vỏ rỗng như này thì hai cái nắp trên đầu là không kín. Vậy thầy phải đậy hai cái nắp lại nó mới kín. Đúng chưa? Như vậy thầy lấy một cái lon sữa bò. Hai đầu kín. Cái lon sữa bò này chiều cao là H. Rồi. Thì cái điểm M chỗ này nè, điểm M chỗ này và điểm M chỗ này và điểm M chỗ này và điểm M chỗ này thực ra là giống nhau hết. Giống nhau ở những điểm. Thứ nhất này, nãy vừa chứng minh xong. Nếu một sợi dây dài vô hạn, các bạn lấy một cái đoạn DNL trên này, các bạn lấy một cái đoạn DNL đối xứng với nó phía dưới, thì mỗi một thằng này nó sẽ tạo ra một điểm trường E1, E2 đối xứng. Từng cặp đối xứng như thế này. Từng cặp này cộng lại sẽ ra cái E màu đỏ. À, các cặp khác thì ra những cái góc khác, nhưng mà rồi thì cũng là theo phương của E màu đỏ. Cho nên E tại điểm M nó có một tính chất rất quan trọng. Nó vuông góc với dây. Nó vuông góc với mặt trụ. Đúng chưa? Tại cái mặt trụ là lấy cái dây làm trục. Nên tại mỗi điểm nó đang vuông góc từ trong đi ra. Độ lớn. Vì sợi dây dài vô hạn thì điểm nằm ở đây hay điểm nằm ở đây đối với sợi dây nó chả gì khác nhau. Cho nên là E tại mọi điểm chỗ này là bằng nhau về độ lớn. Hướng là luôn luôn vuông góc với cái mặt trụ ngay tại điểm đó. Tại nó đi từ trong đi ra theo đường bán kính. Cho nên ha, khi tôi làm như vậy á, thì phép cộng này của tôi E1, E2, E3, E4, E5, E6 giống nhau hết. Góc giữa E1, DS1 là không độ. Góc giữa E2, DS2 cũng là không độ. Góc giữa E3, DS3 cũng là không độ. Cho nên khi tôi cộng ha, các bạn nhìn cái vế trái EDS là lấy trên toàn bộ mặt trụ và hai cái nắp. Thì tôi lấy trên đáy 1 trước, rồi tôi cộng trên đáy 2, rồi tôi cộng trên cái mặt B. Tôi tách cái tích phân để làm ba cái diện tích khác nhau. Tôi cộng cái mặt trên, tôi cộng cái mặt giữa, tôi cộng cái mặt bên. Mặt bên á, là tất cả những điểm giống M. Đây này, tất cả những điểm làm cái mặt bên là giống M hết. Đó. Và đối với một điểm bất kỳ nằm trên nắp, các bạn thấy không? E nó cũng là đang vuông góc với thanh, đã đi ra như này. E vuông góc với thanh. Trong khi pháp tuyến của mặt đáy thì nó như thế này. Góc giữa chúng là 90 độ. Cho nên á, tại mọi nơi trên đáy, tại mọi nơi trên nắp, cái tích hai thằng này là bằng không, khỏi cộng nữa, chỉ cộng thằng này thôi. Mà cộng thằng này á, thì hai thằng này nhân nhau á, luôn luôn là góc ở giữa chúng là không độ rồi. Cho nên là từ cái tích hai cái vector thành tích hai con số luôn. À, tại vì cốt bằng một, mà e thì lại bằng nhau tại mọi nơi ở mặt bên, rút e ra ngoài, còn mỗi là cộng cái diện tích mặt bên. Mà cộng lại như vậy thì nó là diện tích mặt bên. À, diện tích mặt bên nó bằng cái gì? Diện tích mặt bên nó bằng cái gì? Cái mặt hình hình trụ nó các bạn cắt một đường dọc các bạn trải ra thì có phải là hình chữ nhật không? Thì chữ nhật diện tích bằng gì? Bằng cạnh dài nhân cạnh cạnh ngang. Cạnh dài là chu vi của cái đáy 2πr. À, cạnh ngang là chiều cao của cái thanh là l. Đây là diện tích mặt bên. Chỉ ba bộ hình hộp.
tính hình hình trụ 2πr nhân r nhân với e, đây vế trái tích phân ra nó nhỏ. Còn vế phải quy, quy là điện tích chứa bên trong là từ đây đến đây thôi. Cái hộp này cao l, mật độ điện là lambda, thì quy nó là lambda nhân l epsilon không. Như vậy các bạn có một phương trình là e nhân l nhân 2πr bằng lambda l epsilon không. E nó bằng rất là gọn. Tích phân nó cũng dễ hơn bài toán tích phân đấy, tại vì nó rõ ràng hơn. Phân tích tích phân thôi, chứ còn phân tích làm sao để làm tích phân thôi, chứ nó không phải là không phải là phải tích phân gì phức tạp, bởi vì nó đưa về bài toán tích phân rất là gọn, không có sin cos tan gì nữa. Bài nãy là làm sin cos tan rất là nhiều. Đây là cái cách chúng ta lý luận về mặt logic đối với việc sử dụng định lý Gauss cho cái bài toán này. Vậy tại sao đối với sợi dây không vô hạn thì không được? Giả sử sợi dây này không vô hạn ha. Đây, giả sử nằm như thế này. Và nếu chúng ta khảo sát cái điểm đây. Cái điểm đây nè, nó gần cái nửa bên này hơn so với cái nửa bên này. Cho nên điện trường ở chỗ này nè, nó hoàn toàn có thể có hướng như này. Không vuông góc. Và dịch lên cái điểm trên này á, thì điện trường có thể như này. Không vuông góc. Ví dụ vậy ha. Cho nên là các bạn thấy, nếu như sợi dây là dài vô hạn thì luôn luôn đảm bảo e nó vuông góc với dây. Thứ hai, e luôn luôn giống nhau tại mọi điểm. Chứ nếu sợi dây mà không dài vô hạn, tôi lấy đối xứng luôn, tôi lấy ngay trung điểm luôn của cái dây hướng lên luôn, thì vẫn vậy ha. E chỗ này có thể vuông góc, tại trung điểm có thể vuông góc, mà lên đây đâu vuông góc không? Đâu vuông góc không? Cho nên các bạn không có cộng kiểu nó được ha. Các bạn chỉ dùng được bài toán Gauss cho sợi dây dài vô hạn, các bạn không thể dùng định lý Gauss cho sợi dây hữu hạn được. Lưu ý nha, nhìn thì sợ lắm, nhưng mà thực ra nó có trường hợp sợi dây vô hạn thì thầy Gauss, không vô hạn thì ngồi khóc vậy thôi, đúng không? Đi thi mà thấy sợi dây dài vô hạn là bật bật ngay cái mốt bị đi Gauss ra. Còn sợi dây không vô hạn thì hoặc là tích phân hoặc là lũ vậy thôi, nó sẽ khó hơn. Cho nên nhiều bạn đi thi là rất bạn rất hay sử dụng đi Gauss cho những bài toán mà đáng lẽ là không được sử dụng đi Gauss. Ví dụ bài toán sợi dây hữu hạn khi mà hai góc hai đầu là alpha một alpha hai, người ta cho được chưa? Cái đoạn này các bạn có hiểu không nè? Các bạn có được hiểu cái đoạn vừa rồi không? Cái nữa. Được chưa? Dạ, sẽ hiểu ạ. Có cần giải lao một tí không? Lưu ý ha, cái cường độ điện trường gây ra bởi một sợi dây dài vô hạn là nó thì lệ nghịch với khoảng cách đến dây này. R này là khoảng cách từ đây đến dây này. Thì lệ nghịch nha. Nhớ nha. Tỷ lệ nghịch với khoảng cách đến dây. À. Thôi giải lao một tí nha. Giải lao một tí cho đỡ sốc nè. 5 phút giải lao.
Rồi. Đi nốt ha, đi nốt cho xong đi chứ. Thôi là rắc rối ạ. Xem chừng thứ sáu là phải bù nữa rồi. Chúng ta thử ứng dụng nó đối với trường hợp của cái mặt rộng vô hạn thì sao? Đối với mặt rộng vô hạn cũng tương tự. Lần này các bạn lấy một cái mặt trụ, các bạn mà tích phân bài này chết luôn. Cái mặt mà nó không vô hạn các bạn tích phân khóc luôn. Lớp Việt Pháp là phải làm cái bài mà mặt không rộng vô hạn. Nó tự có khóc không biết bao nhiêu mà kể rồi. Còn các bạn thì may quá, phần lớn những bài toán mặt là mặt vô hạn. Thì tương tự như cái bài toán sợi dây thôi. Lần này chúng ta chọn một cái mặt trụ. Là chúng ta phải chọn cái mặt mà có tất cả những điểm giống hệt cái điểm M chúng ta phải khảo sát. Đây, điểm M chúng ta đây, cái mặt chúng ta đây, cái mặt thì chúng ta đây. Cái mặt chúng ta là cái mặt chỗ này. Điểm M nằm ở đây. Thì tất cả những điểm M nằm song song với nó, song song với cái mặt đều giống nhau hết, tại cái mặt là động vô hạn. Và cái E tại điểm M này nè, lấy hai cái điểm đối xứng bất kỳ thông qua cái trục thì đều cho một cặp E như thế này. Cho nên cái E tổng luôn luôn là vuông góc. Mình không biết nó bằng bao nhiêu, không biết nó vuông góc này. E tại đây là vuông góc với mặt hướng ra, nếu mặt này là mặt dương. Bên phía bên này thì nó hướng hướng ra luôn, hướng ra như thế này. Và về độ lớn là nó bằng ở bên này. Tại vì sao nó bằng bên này? Tại vì đơn giản là cái mặt chúng ta có thể đảo qua đảo lại mà nó vẫn giống. Thì chúng ta chọn cái mặt trụ với hai cái đáy song song với mặt và cái thành trụ thì vuông góc. Trúng tủ ha. Tại vì mọi cái điểm ở chỗ này cũng đều là đang có cái E vuông góc này. Mọi cái điểm trên cái mặt trụ này đều E vuông góc với lại là hướng của diện tích, hướng diện tích này. Cho nên á, cái phép cộng EDS á, tách ra đáy 1 cộng đáy 2 cộng với mặt bên thì cái mặt bên này bằng 0. Tại vì sao? Tại vì mọi nơi nó đều vuông góc cái mặt trụ hình cầu hình trụ như này thì diện tích của nó hướng lên đúng không? Mà cái E thì hướng đây. Cho nên cái điện thông qua cái mặt bên hông này là bằng 0 tại mọi điểm. Cho nên hai cái đáy này sẽ là giống nhau, đâm ra là mặt đáy cộng mặt đáy thì bằng 2 lần mặt đáy. Đúng chưa? Cái này mặt đáy sao mặt bên ta? Từ từ nha. Cái này bỏ. Nhầm nữa. Hai lần cái đáy. Đáy bên kia bằng mấy này. Mà E tại mọi điểm thì bằng nhau với độ lớn. E tại mọi điểm bằng nhau với độ lớn. Tâm ra rút E ra ngoài. Còn là diện tích. Là diện tích mặt đáy. À, diện tích mặt đáy thì nó gọi là S đáy. À, S đáy này. Hai E như S đáy. Đây là vế trái. Còn vế phải, điện tích bên trong chia giá xilon không thì cái mặt trụ này các bạn thấy nó sánh cái bề mặt vô hạn các bạn trên một cái tiết diện hình tròn cái chỗ này cũng có diện tích bằng diện tích đáy mà cái mặt này của chúng ta có mật độ điện mặt là sigma cho nên tổng lượng điện nó bằng sigma nhân diện tích sigma nhân đáy. Thấy không? À, vế phải đây nè, vế trái này nè. Hai cái này bằng nhau thì suy ra E nó bằng này. E nó bằng. Và nếu nó là cái mặt dương á, thì E đang hướng ra. E đang hướng từ mặt dương ra. Và thú vị ở chỗ này nè. Cái E của bạn không phụ thuộc vào khoảng cách từ đây đến cái mặt. Không hề phụ thuộc nha. Cho nên ví dụ các bạn có một cái mặt rộng vô hạn. Thì chỗ này E bao nhiêu thì dịch ra đây một tí E cũng bao nhiêu. Điện trường đều. Nhớ nha. Cho nên khi mà chúng ta đặt một cái mặt âm ở đây. Mặt âm này nè. Cũng sẽ có một cái E hướng vào. Nếu chúng ta xét cái mặt trụ bên này đó. Thì cái mặt âm này sẽ có một cái E hướng vào mặt âm. Độ lớn sao? Y chang này nè. Mà cái dấu này là trừ x sigma thôi. Một cái là sigma hướng ra, một cái sigma hướng vô. À, cái một sigma dương, cái sigma âm. Hướng thì là chung hướng. Cho nên khi chúng ta ghép hai cái bản, một bên là dương, một bên là âm, cùng cái mật độ điện mặt, thì chúng ta có cái tụ điện. Và cường độ dòng điện trong tụ điện, cường độ điện trường tụ điện nó là cái E1 cộng E2, E2 giống hệt E1. Hai cái cộng với nhau, mất số 2. Đây là mật độ điện, xin lỗi, cường độ điện trường bên trong một cái tụ điện. Khoảng. Các bạn có còn nhớ công thức điện dung tụ điện không? Điện dung tụ điện phản không? Điện dung tụ điện bằng Q chia cho U, C bằng Q chia U. Đây nè,
Điện dung. C bằng quy chiếu. C bằng quy chiếu. U. Đúng không? À. Quy á. Để đó ha. Quy chia cho. Quy chia cho. U á, thì bằng E nhân D. E nhân D. Nhớ không? Nhớ tụ địa không? À. Mà E thì bằng cái này. À. Cho nên nó bằng quy chia cho. À. Sigma. Nhân với lại đề. À. Thì tức là bằng đưa epsilon 0 hay không? Đưa epsilon 0 này. Epsilon 0. À. Nhân với lại quy chia cho sigma nhân với đề. Mà sigma quy chia sigma bằng quy là tổng lượng điện tích chia cho mật độ điện tích thì nó ra S bằng epsilon 0 quy chia cho sigma nó ra là nhân với lại S chia cho D. Có nhớ không? Công thức của điện dung của tụ điện phẳng nó bằng epsilon epsilon 0 S chia D đến từ cái bài này. Tưởng tượng được không? Có nhớ công thức này không? Có nhớ công thức điện dung của tụ điện phẳng không? Nhớ. Công thức này. Còn nhớ không? À. Rồi tưởng tượng được không ạ? Tưởng tượng được không? Dạng đến cái phần này là nhiều đứa nó ao khỏi lớp đó, liên tục các bạn chịu không nổi thì ao khỏi lớp, đuối quá rồi. À. Có tưởng tượng được không? Đứa còn nhớ công thức mà điện dung tụ điện phẳng không? Điện dung tụ điện phẳng C bằng epsilon epsilon không S chia D. Ngay sau bài giảng ngày hôm nay là nhiều đứa sẽ bắt đầu nộp CV đi xin làm thêm. Đúng không? Và gác lại kế hoạch về người yêu. Người yêu là nhất. Thì các cái ví dụ về quả cầu nhiễm điện đều hay vân vân. À, thì những cái bài toán này thì thầy có giải cho cái lớp Việt Pháp. Các bạn có thể vô cái playlist đó. Các bạn coi cái bài giảng mà có những Việt Pháp ở đầu về nhiễm điện. Trong đó thì giải hết tất cả những bài này rồi, những bài phía dưới này rồi. Thì các bạn có thể coi những cái bài giảng đó để xem cái cách người ta làm những bài tập như thế nào. Chứ mà giảng hết một buổi trên lớp thì giảng hết cho các bạn trên lớp mà sẽ bị choáng, Như vậy các bạn thấy nè, ngày hôm nay chúng ta học cái gì? Giới thiệu về điện tích điện trường, lý do tại sao điện tích được bảo toàn, lý do là tất cả những hành động chúng ta thao tác trên các vật nhiễm điện là nó không có làm phá hủy các điện tích, đương nhiên nó bảo toàn. Thứ hai, chúng ta học về điện lý Gauss, chúng ta học về khái niệm điện trường, chúng ta học về khái niệm về cái tính mạnh yếu của trường không phải được quyết định bởi lực mà được quyết định bởi cường độ điện trường. Chúng ta học với các cái ý nghĩa của điện lý Gauss rằng là sẽ không tồn tại một cái hệ điện tích tự do mà nó cân bằng nếu không có thêm một lực nào nữa. Ví dụ trong nguyên tử hạt nhân chúng ta có cái lực mạnh ở trong hạt nhân để giúp chúng ta giữ các cái điện tích proton lại với nhau. Còn nếu không có cái lực đó thì không thể cân bằng. Chúng ta học về cách ứng dụng điện lý Gauss và cách sử dụng các bài toán tích phân để tìm cường độ điện trường. Cường độ điện trường tính khó này. Tính không có dễ. Tính khó, thì độ tiền tổng tính khó bởi vì đơn giản là nó là vector. Để có được cái kỹ năng tích phân vector là một cái quá trình nỗ lực cũng khá là khá là mệt mỏi các bạn. Không phải nói ngày một ngày hai mà làm được đâu, tại vì nó là thuộc về kỹ năng, các bạn phải làm nhiều, làm liên tục thì mới ra được cái kỹ năng đó, cái thói quen. Chẳng có ai tự nhiên mà có bạn gái ngay đúng không? Các bạn cũng phải tập luyện thông qua những lần tỏ tình thất bại thôi. Chỉ có những đứa nó thất bại cả đời thôi. Có những đứa bách khoa nó được phong cái danh xưng là kẻ tỏ tình vĩ đại, nhà thất bại lão thành, suốt 5 năm trời không ra được gì hết. Bởi vì đơn giản các bạn không có luyện tập, kỹ năng là phải luyện tập. Các bạn muốn làm được đi cao theo, hay là các bạn muốn làm tích phân được cái tập được cái kỹ năng tích phân để tìm cái độ điện trường E thì nó cần phải luyện tập. Thì trong cái sách các bạn có nhiều ví dụ lắm, cái ví dụ đó là các bạn phải xem thì thấy
xem thì sẽ thấy 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 cái cách người ta chia, cái cách người ta làm, cái cách người ta định hình và đơn giản hóa mà ta tích phân. Bên toán mà người ta tích phân những bài này á, thì người ta tích phân theo đường, tích phân theo mặt, tích phân theo đủ thứ ấy. Và có những công cụ rất là mạnh. Còn những ông làm vật lý thì ông sẽ tìm một cách thì làm sao cho cái việc tích phân hay là phép cộng của bạn nó dễ nhất có thể, nó dễ nhất. Thì thế là người ta mới chọn cái những trường hợp đối xứng, những trường hợp mà vô hạn, đó bắt đầu người ta cộng thì nó dễ hơn, dễ hơn vậy thôi. Đáng lẽ là hôm nay tính dạy sang phần điện thế đó, nhưng mà thấy các bạn có vẻ cũng hơi đuối đuối rồi ha. Dạy được khoảng 1 tiếng đồng hồ, 2 tiếng đồng hồ, thấy số lượng người out ra khỏi phòng cũng gần 20 người, cũng chắc là cũng sẽ sốc, tôi nghĩ là sẽ sốc. Thì thôi, chắc hôm nay đến đây thôi. Thì để thầy coi có đăng ký được dạy bù không, có thể là thứ sáu nhạc bù các bạn. Nếu mà đăng ký dạy bù thì các bạn sẽ nhận được email ha, các bạn sẽ nhận được email qua hệ thống thờ có biểu, e-learning thờ có biểu thôi. Rồi, có ai có thắc mắc gì về bài giảng ngày hôm nay không? Các bạn có ai có thắc mắc gì về bài giảng ngày hôm nay không? Học bù này miễn phí nha mấy đứa, dạy dư đó, nhưng mà phải dư thôi chứ tình hình này căng lắm. Rồi, nếu không ai có thắc mắc gì bài giảng ngày hôm nay, chúng ta kết thúc bài giảng ở đây ha. Rồi, tôi sẽ để tôi đăng